Xin kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Tân Thành tổ chức. Thưa bà con nông dân, hiện nay thì nhiều trà lúa vụ 3 của chúng ta đang bước vào giai đoạn đồng trổ. Và trong những ngày qua thì những cơn mưa nặng hạt chắc hẳn làm cho bà con nông dân không khỏi thắt thởm lo âu, phải không ạ? Bởi vì ai cũng biết rồi, lúa trổ mà gặp mưa thì y như rằng sẽ có nhiều điều bất ổn xảy ra trên cánh đồng của mình. Đặc biệt là nhiều dịch hại cũng như bệnh hại cũng dễ dàng bộc phát trong cái thời điểm này, tấn công cây lúa và làm giảm năng suất của bà con nông dân. Trước tình hình trên thì chương trình Sức mạnh sinh học ngày hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian để các diễn giả trao đổi cùng bà con nông dân xoay quanh về chủ đề là quản lý dịch bệnh trên trà lúa thu đông trong giai đoạn đồng trổ như thế nào là hiệu quả nhất nhé. Ngọc Hoa xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia tư vấn cùng bà con nông dân trong chương trình hôm nay, gồm có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Đại học Cần Thơ; phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng Đại học Cần Thơ; và thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật của công ty Tân Thành. Dạ, và chương trình hôm nay còn hân hạnh được đón tiếp rất đông bà con nông dân ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cùng đến tham dự. Chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh ạ. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đi vào nội dung chính hết sức hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Trước hết thì để bàn về chủ đề ngày hôm nay thì có lẽ Ngọc Hoa xin được chuyển đến bà con nông dân một vài ghi nhận mà nhóm thực hiện chương trình Sức mạnh sinh học đã có mặt tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để ghi nhận về cái tình hình cũng như diễn biến của trà lúa vụ 3 trên cánh đồng của bà con nông dân tại huyện này như thế nào với cái thời tiết bất lợi như hiện nay nhé. Đây là ruộng lúa của anh Đặng Văn Thắng ở xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Do là vùng trũng không có đê bao kiên cố nên những năm trước ở đây chỉ sản xuất 2 vụ lúa trong năm. Trong năm 2013 này là năm đầu tiên anh Đặng Văn Thắng canh tác vụ thu đông. Nhờ tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc nên giai đoạn đầu ruộng lúa phát triển khá tốt. Tuy vậy, đến khi lúa đang trổ lại rơi vào thời điểm bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 nên làm cho anh không khỏi lo lắng. Lúa hiện giờ thì đang trổ nhưng mà thấy mưa rồi nhiều quá thì cũng lo lắng về vấn đề sợ sinh bệnh như đậu ôn cổ bông và đậu ôn cổ lá, mấy cái đó cũng rất là nguy hiểm cho cái năng suất. Thì sắp tới đây là tôi sẽ lúa trổ đều, khoảng từ đây trong vòng tuần nữa là anh trổ đều rồi tôi sẽ xịt trần chu ca với lá ti để làm gì? Để cho dưỡng cái hột với bị trị đậu ôn cổ bông. Rồi thứ hai nữa là sau khi đó trổ đều rồi ngậm sữa cô công công trái me tôi xịt ca su thô một đợt nữa để cho nó vô gạo nhanh đó, cho nó chín sớm để mà mình vượt đi theo cái sợ nước xuống sớm á, đặng cho mình cắt sớm chút. Ca su thô thì xịt nó vô gạo nhanh hơn. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con nông dân, trong điều kiện mưa gió nhiều như vụ thu đông thì ruộng lúa rất dễ bị các loại bệnh do vi khuẩn tấn công. Trong giai đoạn lúa còn nhỏ, bệnh vi khuẩn có thể gây thối thân, chết cây con. Khi lúa bước vào giai đoạn đồng trổ thì bệnh cháy bìa lá, lép vàng do vi khuẩn có thể làm thất thu lớn năng suất. Do đó, xu hướng hiện nay là bà con thường kết hợp thêm thuốc ngừa bệnh vi khuẩn kết hợp với các loại thuốc trừ nấm bệnh khác. Trước đây thì vi khuẩn số lượng ít, còn như cái vụ gắt vụ nay thì trong năm thì vi khuẩn xuất hiện rất nhiều, rây hạt lúa mình lem lép rồi không vô gạo được, lúc mà mấy ngày lúa là làm lúa thối thân, trái lá thối thân luôn là vi khuẩn. Rồi đợt xa kế nữa là đợt trước sau trổ là để là trái bị lá cho vi khuẩn tấn công. Rồi một đợt nữa là gây lên lớp hạt lúc mà lúa trổ. Rồi cách phòng trị của tôi thì lúc mà lúa hai mấy ngày thì thú thân vi khuẩn thì xịt cao su. Cái lúc mà chuẩn bị đã vô 40 ngày hoặc 45 ngày là mình đã xịt là vừa đảo ôn cổ dần và đốm dần. Đó. Sau đó đó thì nếu mình thấy cái lượng lúa của mình mà nó quá cầu rồi nữa thì tôi nghĩ là có xương phân chăng nữa thì cái điều lượng của mình nó đã phân bổ đủ rồi, nhưng quan trọng gì thì bệnh trở về sau là quan trọng nhất. Đó, cho nên vấn đề đó bệnh đó, là cần phải là xịt ngừa vi phấn nó và đảo ôn, nhất là hiện bây giờ trong cái vụ thu đông này đó thì đa số là bệnh gì vấn đề là khô dằn đảo ôn đó, và đốm đen, thành hai cái đó là quan trọng nhất thì ta nên sử dụng đúng ngay thời điểm đó là mới đạt kết quả cao. Khi đã lúa đã bệnh rồi, khi đã trổ ngon đẹp
mà mình không có trị trước thì tới đã trổ lên rồi thì mình không có thể nào mình xịt được, thì nó không đem được lợi kết quả cao. Tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình rầy nâu sâu cuốn lá trên các trà lúa thu đông vẫn đang được kiểm soát tốt. Vấn đề mà bà con nông dân đang lo lắng nhất là các đối tượng bệnh hại đang có xu hướng phát triển mạnh. Một trong số đó là bệnh đốm vàng hay còn gọi là bệnh khô vàng. Tuy không có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng như nấm bệnh đạo ôn, nhưng nếu không phát hiện kịp thời, bệnh đốm vàng cũng có thể làm sụt giảm mạnh năng suất trong vụ thu đông. Cái này là bệnh khô vàng, đốm vàng. Thì vào khoảng 40 ngày tuổi lúa thì bắt đầu nó có xuất hiện. Nếu không trị ở giai đoạn 40 ngày thì lên tới 50 ngày cũng phải xịt lại. Nếu không xịt lại đến 60 ngày, tức là lúc lúa đang trổ, thì nó bị ảnh hưởng, nó bị như thế này, bộ lát lên tới trên bông, nó bị lép như thế này. Đó, thì thiệt hại rất là nhiều. Là vào khoảng 40 ngày tuổi lúa là mình phải lo mình đi kiểm tra. Đó, nếu có chớm bệnh xuất hiện thì mình lo mình xịt trước, chứ không phải để mà để như vậy là quá nhiều rồi. Này là 60 ngày là quá nhiều rồi. Có thể nói, vấn đề làm thế nào để quản lý tốt các đối tượng bệnh hại là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của vụ thu đông. Để làm tốt, ngoài kinh nghiệm của mình, bà con nông dân cũng rất cần có thêm những thông tin khoa học kỹ thuật từ các vị diễn giả. Vâng, chúng ta vừa theo dõi ghi nhận, rõ ràng những người bình thường như chúng tôi đây mà hễ mà vào mùa mưa thì rất là mong mưa đêm, đặc biệt là mưa mà về sáng chút thì ngủ nó ngon giấc. Nhưng mà bây giờ thì mới biết được rằng mình ngủ ngon giấc nhưng mà bà con nông dân thì thao thức suốt đêm phải không ạ? Bởi vì thấy mưa rồi mà gặp lúa trổ thì là rầu ới là rầu. Tuy nhiên bàn về vấn đề cơn mưa thôi, thì khi đi thực tế cùng Sáp Tùng với đoàn mà đi thực tế để tìm hiểu về cái trên đồng trổ của vụ lúa vụ ba này thì Ngọc Hoa cũng nghe rất nhiều kinh nghiệm của bà con nông dân xoay quanh về những cái cơn mưa thôi. Thì một số bà con nông dân cho rằng mưa mà nếu mà lúa đang trổ mà gặp mưa đêm thì ý như rằng là sẽ thất thu. Nhưng một số bà con nông dân thì nói không phải vậy, mưa đêm thì không đến nổi nhưng mà mưa vào buổi sáng thì mới là thất thu nặng nhất. Ngọc Hoa nghe bà con nông dân nói rồi lý giải thì thấy ai cũng đúng hết trơn, nhưng không biết là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ nghĩ xem coi cái ý kiến nào là đúng nhất ạ? Những cái cơn mưa nào mới thật sự là gây hại cho bà con nông dân nhiều nhất ở cái vụ lúa ba này? Thì cái điều mà cô Ngọc Hoa lo lắng thì tôi nghĩ rằng đó cũng là cái lo lắng của bà con nông dân của mình. Mà như trong phóng sự lúc nãy chúng ta cũng nghe, nghĩa là lúc mà lúa đang trổ mà gặp mưa thì bà con mình lo lắm. Thì bên cạnh cái việc mà mưa như vậy thì sâu bệnh thì cô Ngọc Hoa nói thôi tôi cái đó để riêng. Coi như vậy thì cái cây lúa mình nó đang trổ ra như thế này, mưa nó có cái ảnh hưởng gì trực tiếp lên trên cái cây lúa này hay không? Mà đặc biệt là mưa lúc nào? Thì bây giờ để giải quyết được vấn đề này thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên phân tích một chút xíu, coi cái tác động của mưa nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì bây giờ cái chuyện trước tiên là mưa là cái tác động đầu tiên là cái nước mưa. Thì bà con biết là cái lúa của mình mà nó đang ở giai đoạn trổ á, thì thường á thì cái hạt lúa, cái bông hay là một cái hoa lúa này á, nó sẽ tung phấn vào khoảng cỡ chừng từ 9 tới 10 giờ sáng cho tới khoảng 1 giờ gì đó. Mà ở thời điểm này thì hai cái vỏ trấu nó hở ra như thế này để mà nó đưa cái phấn ra bên ngoài. Mà nếu như mà cái thời điểm đó mà chụp mà có mưa xuống á, thì nước mưa nó tràn vô ở trong này nên ảnh hưởng đến cái gọi là cái hạt phấn mà rớt lên trên cái núm á. Bởi vì nó có một cái sự thụ tinh, tức là hạt phấn và núm rớt lên trên cái núm nghỉ. Rồi sau đó nó mới cái thụ tinh xảy ra thì cái hột lúa này nó mới giàu gạo được. Nó phải có cái tiến trình như vậy. Nhưng mà bà con nhớ như thế này, cái coi vậy chứ nó cũng khôn dữ lắm. Nếu như mà buổi sáng nào mà mưa bắt đầu sớm thì lúc đó vỏ trấu nó không nở. Tức là mưa mà trước khi nó nở vỏ trấu thì lúc đó vỏ trấu nó không nở. Mà nó sẽ tự thụ được ở bên trong mà không cần đưa cái gọi là cái nhụy ra bên ngoài. Thì bà con thấy nó khôn ghê. Có nghĩa là bây giờ nó hả ra là nó biết có nước mưa vào, nhưng mà phải là mưa sớm chứ được. Nghĩa là ông trời đừng có nhử. Nhử có nghĩa là tảng sáng trời nắng ráo này kia nó thấy êm rồi. Bắt đầu vỏ trấu nó nở đây như thế này, nhà mới vừa nào hả họng ra đang là phấn đang tung như thế này rồi là lại mưa xuống cái là đầy họng nó là lúc đó là bị ảnh hưởng. Mà bà con biết cái lúa nó có cái khả năng tự thụ tới 90%. Nên khi mà nó tung phấn ra như thế này, nó đưa cái bao phấn ra như thế này, lè ra bên ngoài đó, thì như vậy là nó đã thụ bên trong rồi. Chỉ có khi nào nó hả họng như này nước chung vô thôi. Chứ còn buổi sáng sớm mà bắt đầu mà trời bắt đầu mà mưa đó, thì vỏ trấu nó không nở và nó tự thụ ở bên trong. Thì vậy mình thấy rõ ràng là mưa ban đêm
Và hoặc là mưa vào buổi thật là sáng sớm thì cũng không ảnh thì hưởng cũng gì. Chưa 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 lo lắng lắm, chỉ sợ cái là nhử, tôi nói lúc nãy nhử đó, là cái đó là bị ảnh hưởng. Rồi cái ảnh hưởng thứ hai á, là thường thường á, mưa nó sẽ kèm theo cái chỗ là mây mù rồi không có ánh nắng mặt trời. Mà bà con biết á, ở cái giai đoạn mà nó nở như thế này đây, nó tung phấn để rồi nó phát triển á, thì nó đòi hỏi một cái gọi là cái nguồn năng lượng rất là dữ. Và cái nguồn năng lượng này là từ đâu có? Là từ cái sự quang hợp của mấy cái lá như thế này đây. Mà muốn quang hợp được phải có ánh nắng mặt trời. Nhưng mà bà con biết á, cây lúa nó cũng khôn nữa. Một lần thứ hai tôi nói nó rất là khôn. Lúc mà đi vào cái tượng đồng á, thì bắt đầu nó tích lũy những cái gọi là cái dưỡng chất ở trong bẹ, trong thân như thế này để nó phòng ngừa khi mà những cái lúc mà nở ra như thế này trời âm u, thì nó lấy nguồn dự trữ đó đem ra nó xài. Và thậm chí bà con biết á, là ở những cái thời điểm mà nó trổ ra như thế này thì nó giàu gạo. Mà nếu mà gặp trời âm u thì không có nắng mặt trời thì lá này nó đâu có tạo ra gạo để mà nó đưa vô trong hạt. Thì nó móc cái dự trữ bên trong, nó đem ra nó xài ở đây. Thành thử ra trong những trường hợp mưa mà mưa kéo dài rỉ rả những bão này kia 5-3 ngày này kia đó, lúc đó mà nó xài hết cái nguồn, giống như mình cái nguồn dự trữ mình ăn buổi sáng rồi cho tới buổi chiều tối mà mình chưa ăn thì nguồn dự trữ mình hết, lúc đó mình đói mà không có ăn thì chắc chắn rằng mình hoạt động không được. Thì cái cây lúa này cũng vậy nữa, nếu như mà trời âm u mà kéo dài quá mà cái nguồn dự trữ, nhất là bà con mình trồng cái cây lúa không được khỏe đó, cái nguồn dự trữ bên trong nó ít quá thì vậy, chỉ cần trời âm u 1-2 ngày cái là nó kiệt sức, thì lúc đó tôi nói thậm chí nó nhạn đồng, nó nở không ra nữa, chứ đừng có nói nghĩa là hết hết năng lực, lúc đó phải nhờ tới cầu trần thôi để giúp sao cho nó giọt ra cho nó lẹ, chứ lúc đó nó hết hết năng lượng rồi. Thì như vậy thì những khi nào mà mưa kéo dài đó cô ạ, nhiều ngày quá nó âm u nó sẽ hết cái nguồn năng lượng. Và khi mưa nó kèm thêm cái này nữa là thường tới cái gió mà nó giật qua giật lại như thế này. Nếu mà mưa bình thường mà đừng gió đó thì không đến đổi, mà bà con biết á, gió mà giật qua giật lại như thế này thì nó tạo ra một cái cú sốc cho cái cây lúa. Đâu bà con thử không tin á, bà con trồng thử cây lúa trong chậu, mỗi ngày bà con cứ nắm bà con lắc nó vài tiếng đồng hồ thì cây lúa không lớn được nữa. Vì một cái cú sốc, nó gọi là sốc mà do kích động, nghĩa là mình lắc như thế này là nó đã kích động. Và thậm chí khi mà nó uốn cong như thế này đây thì cái con đường vận chuyển cái dinh dưỡng từ bẹ lá, rồi bởi vì cái dinh dưỡng từ đây nó chuyển xuống ở dưới bẹ rồi xuống thân rồi mới đưa lên đây, thì nếu mà bị mà gãy cụp ngang như thế này nữa là tắc nghẽn cái con đường vận chuyển, thành thử ra ở trên đây không được cái gọi là tiếp năng lượng thì nó cũng sẽ không thể nào mà thụ tinh tốt được, thì dẫn tới cái chỗ là lúa lép thì cái năng suất nó sẽ giảm. Thì vậy là nói tóm lại là bà con thấy là mưa đó mà nếu mà kéo dài ngày thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đói, và nếu mà mưa theo cái kiểu bình thường thôi, nghĩa là dài 3 ngày có một trận mưa, mà nếu mà mưa mà đừng có mưa nhử như tôi nói đó, thì cũng bà con mình cũng không phải lo lắng lắm, mà mưa mà không có gió giật thì nó cũng không có phải là thiệt hại gì dữ. Mà tôi nghĩ rằng có lẽ cái chính là ở chỗ sâu bệnh thì chuyện này là chuyện của thầy Hai với cô Trân, thì lúc đó thì quý vị này sẽ giải quyết, chứ tôi thấy rằng nó cũng chưa có đến đổi trong những cái dạng mưa như vậy, thành ra tôi trao đổi với cô qua với bà con. Mưa trời mà không mưa nhử hay không nhử, mà không mưa nhiều hay không mưa ít này là do ổng thôi, chứ cũng không phải do giáo sư đây, phải không? Nắng mưa là chuyện của trời. Nắng mưa là chuyện của trời. Đúng như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có nói là chủ yếu là mình phải bàn ở đây là bàn những cái loại dịch hại và những cái bệnh hại có thể xuất hiện trong cái điều kiện mà mưa dầm dề, mưa nhiều và mưa thất thường, mưa nhữ như hiện nay. Thưa bà con nông dân, qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những cái loại dịch hại, bệnh hại mà bà con nông dân ở tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An rất là đau đầu để mà đối phó với cái lúa vụ ba này trong giai đoạn mà lúa đang ở cái giai đoạn đồng trổ. Tuy nhiên bà con nông dân nhấn mạnh đến một cái loại bệnh mà xem ra bà con nông dân rất là quan tâm, đó chính là bệnh đốm dằn hay còn gọi là bệnh khô dằn theo cái từ nôm na mà bà con nông dân đã gọi. Nhân đây thì có lẽ Ngọc Qua xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai có thể vui lòng đưa ra một vài bí quyết giúp cho bà con nông dân có thể khắc phục đối với cái bệnh này hay không ạ? Dạ, vâng. Kính thưa quý bà con và tất cả bà con xem đài, thì cái bệnh đốm dằn là cái bệnh mà rất phổ biến, nhưng mà thường thường bà con mình nói không có quan trọng. Thường ta hay nói là bệnh cháy lá đậu ôn, cháy bị lá di khuẩn. Nhưng mà cái này nó là cái bệnh nó xuất hiện sớm ở trên ruộng, thường là vào cái giai đoạn lúa cuối thời kỳ đứng cái tới đồng trổ. Mà cái bệnh này thì nó ở dưới gốc. Dưới gốc tức là khi mà cái lúa mà cái tán nó nhiều thế này nè, thì nó ở dưới gốc thôi, nên mình không thấy được. Mà tới lúc mình thấy được thì nó trễ.
như cái phóng sự nãy bà con mình xem đó, là mình thấy là bệnh đốm vàng thường là nó tạo cái vết da beo ở đây, đúng không? Cái nó lan từ từ đây, nó nặng nó lên trên lá, thường ít khi lên lá ở dưới này thôi. Đấy. Và khi trường hợp nặng nữa thì lúc lúa nó trổ ra thì nó lại lên trên hạt, nó gây lại bệnh lên lá hạt nữa. Đấy. Vậy thì cái bệnh khô vàng là cái bệnh bà con mình ít quan tâm. Đấy. Nó lây lan là do một cái loại thì gọi là hạch nấm. Hạch nấm tức là cái hạt nó nhỏ giống như hạt tiêu thế này, tròn màu nâu và bên trong nó rỗng ruột. Và khi gặp điều kiện mà thuận lợi nhất là cái vụ ba, lúa vụ ba là cái vụ mà mưa nhiều đó, nhiệt độ tức là nắng nóng nhiệt độ cao, thì nó hình thành cái hạch nấm ở đây, đóng đây. Và khi mưa xuống thì nó sẽ rớt, nó rớt xuống mặt nước cái nó trôi. Có nghĩa là cái hạch nấm này nó nhẹ và nó nổi, nó trôi được. Vì nó lây lan theo cái đường nước. Ta nói là cái bệnh đốm vàng là lây ở dưới đất. Còn cái bệnh mình gọi là bệnh cháy lá thường thường nó gọi là lây ở trên trời. Tại vì nó do cái bào tử bay theo gió. Vậy thì cái bệnh này chỉ lây lan phía dưới thôi. Và thường thì nó bắt đầu từ 1-2 tép. Và nó lây thành những cái vòng tròn thế này. Và nó lan dần dần ra. Và nó to từ từ. Và khi mà nó lớn nhất thì bằng cỡ tấm đệm như đó. Thì cái đó mình gọi là bệnh đốm vàng. Cái triệu chứng mình gọi là khô vàng. Tức là nó có những cái phần mà nó dằn dặn màu nâu, da beo. Khô vàng. Cái này khi bệnh nặng thì nó sẽ làm cho cây lúa nó bị khô. Bị khô. Tại vì nó sẽ mất nước dinh dưỡng. Con nấm nó ăn lấy dinh dưỡng hết ở đây. Và sau này thì cái lúa nó suy dinh dưỡng. Và nó không thể nào nảy chồi tiếp. Sau đó thì lúa sẽ không trổ. Mà nếu trổ thì cái hạt nó sẽ bò lên trên này. Còn nấm nó, nấm là cái hạt nó bò lên trên. Nó gây tiếp tục nữa. Tức cái đoạn lúa động trổ là gây cái bệnh lem lép hạt. Thế thì cái điều kiện mà phát sinh á, thì thường là trong cái vụ hè thu. Hoặc là vụ ba mình nè. Bà con thấy là nắng mưa bất thường. Mà thấy trời nắng rất nóng. Mình ra đồng mình thấy rất nóng. Mà mưa xuống tới chiều mình thấy nó mát trở lại. Vì nắng mưa nó xen kẽ. Mà mưa nhiều, mưa dầm, mưa chiều hoặc là mưa đêm á, thì phía dưới này ẩm độ rất cao. Ẩm độ cao có nghĩa là nước nó nhiều thì con nấm nó càng phát triển càng dữ. Do đó thì bệnh này phát triển trong điều kiện là nóng ẩm và mực nước cao. Do đó thì mình thấy là để có thể quản lý bệnh này đó thì bà con mình nên lưu ý thế này. Đầu tiên thì cái giống mà mình nên chọn cái giống sạch bệnh chút. Nói chung là giống giống xác nhận đó. Bởi vì con nấm nó đi theo hạt giống đó mà. Rồi nó đi theo mấy cái rơm rạ, những cái thực vật ven bờ, nhất là những cái cỏ mà cùng họ hàng như cái này, cây lúa đó. Xạ dày là một yếu tố giúp cho bệnh này phát triển rất dữ. Tại vì lúc giai đoạn đứng cái đó, thì cái lá này với lá kia nó phủ với nhau và nó tạo một cái gì? Tạo một cái quy luật mà gọi là quy luật dưới tán. Có nghĩa là ánh nắng dưới nó ít, nhưng mà ẩm độ nó nhiều. Thành ra sao? Con nấm có điều kiện cơ hội nó phát triển. Như thì nắng mưa yếu tố là rất quan trọng. Và kế đến là cái xạ dày. Mình xạ vừa phải thôi. Thì xạ vừa phải thì nó thoáng thì rất dễ. Bởi vì bệnh không có điều kiện phát triển. Cái thứ hai là phân bón. Bệnh này cũng vậy, ta nghiên cứu rồi. Nhiều cái kết quả mà thí nghiệm là thì sinh viên nghiên cứu thì bà con mình cũng đã có nghe nói là gì. Bệnh này nếu mình bón phân đạm nhiều, ure đó nhiều thì cây lá nó bị nhẹ, tức là nó mềm mỏng đó. Mình gọi là nó nhẹ nhàng đó. Thành ra con nấm nó thích, nó tới nó tấn công đây. Yếu tố phân bón rất quan trọng. Phân đạm nhiều, nó giống như bệnh cháy lá thôi. Nó cũng là ưa thích cái đạm. Rồi cái nước, nếu bà con mình để nước lên càng cao thì khi mà cái hạt nấm nó rơi xuống đó thì nó có điều kiện nó trôi, nó lây lan. Còn nếu mình giật nước thấp thì cái nước nó ở dưới này, con nấm không có cơ hội nó tiếp cận ở đây. Nghĩa là nó lây lan, không có nhiều. Thì như thì với cái biện pháp này đó thì chúng ta cần lưu ý gì? Để giải quyết cái bệnh đốm vàng thì đầu tiên là mình phải xạ thưa, đi phân là phải cân đối. Rồi quản lý nước, nước không để mực nước quá cao, vừa phải thôi. Và cuối cùng thì khi sử dụng thuốc thì mình cũng cần là gì? Áp dụng những cái loại thuốc mà đặc trị cho cái đốm vàng. Vì đốm vàng là một cái loại nấm mà, thì thuốc phải chuyên cho đốm vàng. Còn những cái loại thuốc khác là trị không hiệu quả. Thì đó là một số cái nét có thể thông tin với bà con mình cùng chia sẻ để mình có thể mình quản lý cái bệnh này trong cái vụ lúa vụ ba này. Với cái thông tin chia sẻ vừa rồi thì bà con nông dân nào trà lúa bà con nông dân nào chưa bị á thì mình sẽ có thể là dự phòng sớm. Tuy nhiên bây giờ ở cái vùng của Tân Thành, Long An thì một số trà lúa đã bị rồi. Vậy thì không biết là công ty Tân Thành có cái giải pháp nào giúp cho bà con nông dân khắc phục làm được hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc Hoa. Chào bà con cùng khán giả xem đài. Thì đối với trường hợp mà lúa của chúng ta bị khô vằn thì bên công ty Tân Thành thì khuyến cáo bà con rõ ràng hai tình huống. Một tình huống là như ở bà con ở Tân Thành, Long An, tức là lúa đã bị rồi, đã bị khô vằn rồi. Như vậy thì chúng ta cần đặt trị ngay. Như vậy thì công ty khuyến cáo bà con sử dụng cái sản phẩm là lát súp be.
250 SC, thì đối với sản phẩm này có thể giúp bà con quản lý được ngay cái bệnh khô dằn. Bà con phun và trong vòng 2 ngày là bà con có thể thấy được cái vết bệnh khô đi và khoanh vùng lại những cái ổ bệnh. Có một điều ở nơi này mà tôi cũng cần lưu ý khi mà đi thực tế với bà con ở ngoài đồng ruộng, đó là có hai cái đối tượng, đó là cái cây cỏ lông ở trên cái bờ đê và cái cây lục bình, thường là những cái mương dẫn cái kênh của mình á, mà bà con sơ ý, thì đó là hai cái đối tượng ký sinh của cái nấm để mà gây lên cái bệnh khô dằn này rất là dữ. Mà thông thường là nếu như trên ruộng xuất hiện thì tôi thấy là nếu như mà trên ruộng có hai cái đối tượng là cỏ và cây lục bình á, thì những cái đầu bờ hoặc là những cái gần bờ đê thì bị nhiều hơn cả. Có những chỗ, có những lúc mà lúa trổ ra rồi đó thì vẫn bị cái bệnh khô vằn. Đặc biệt là ở cái quen bờ lúc, tại vì lúa trổ ra rồi ít ai để ý tới cái chuyện là làm cỏ lắm. Mà lúc đó thì cái nấm từ cái cỏ này nó lại dẫn vô. Cho nên là cách bờ khoảng 1-2 thước là thường hay bị nhiều hơn. Trong đó là trong tình huống thứ nhất là đã bị rồi thì cần trị ngay. Còn tình huống thứ hai đó là lúa của chúng ta sắp trổ. Thông thường thì bệnh khô vằn hay là bệnh nấm vằn thường gây hại sớm lúa trước trổ 50 ngày, 40 ngày, 50 ngày. Tuy nhiên khi lúa trổ ra vẫn có tình huống bị. Nhưng trong tình huống này thì chúng tôi khuyến cáo bà con là sử dụng cái thuốc trừ bệnh sinh học là cái Chubica để phun ở giai đoạn mà lúa trổ lác đác đó, thì nó giúp cho chúng ta là một công mà bốn chuyện chứ không phải một công đôi chuyện, là vừa ngừa cái đau ôm cổ bông, lem liếp hạt, cái khô vằn và cái cháy bìa lá. Như vậy thì nó giúp luôn cho chúng ta quản lý được cái khô vằn ở giai đoạn mà sau khi lúa trổ ra. Như vậy là hai tình huống, đã bị rồi như giai đoạn lúa nhỏ thì sử dụng cái lá súp be, còn chưa, coi như là chưa có bị thì chủng ngừa bằng cái Chubica là cái thuốc trừ bệnh sinh học ở giai đoạn lúa trổ lác đác để quản lý được trong hai tình huống này. Dạ, có nghĩa là vừa có thuốc đặc trị mà vừa có vaccine phòng ngừa đúng không ạ? Xin cảm ơn ý kiến của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Có lẽ bây giờ thì Ngọc Qua xin được dành thời gian cho bà con nông dân ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đặt câu hỏi, bởi vì đi đường quá xa đúng không ạ? Mà xuống được tới đài truyền hình Vĩnh Long không hỏi được câu nào thì buồn ơi là buồn. Ở nhà đang xem tivi mà không thấy mình thì càng buồn hơn đúng không ạ? Dân xin được nghe ý kiến của anh. Anh đã cầm mic rồi thì xin anh hãy đứng lên ạ. Tôi là nông dân ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Xin hỏi là hiện nay là lúa vào cái thời vụ mưa, trời mưa cho nên là nước nhiều. Tôi tính là không có thể giữ nước trong ruộng được, cho nên xin hỏi là diễn giả là không giữ nước trong ruộng có được hay không? Từ giờ bây giờ mưa quá trời rồi mình giữ làm chi đúng bây không giờ không à? Giữ. Đúng rồi. Ngọc Qua thấy xin thì hỏi cũng... xin hỏi diễn giả vậy là không giữ lên nước trong ruộng coi có được hay không? Ngọc Qua thì thấy là đúng là không giữ đó, ông không biết là các nhà khoa học thì sao à? Xin được nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Bảo Vệ ạ. Xin lỗi anh tên Châu Hoàng. Anh An, chắc có lẽ là anh An nghe nói cái cây này là cái cây lúa nước. Lúa nước thì có phải là trồng ở trong nước mới gọi là phải lẽ, bởi vì gọi là cây lúa nước mà. Thì bây giờ ở đây nếu mà để cho anh An có thể tìm hiểu mà có một cái quyết định, thì chúng ta phân tích thử coi gọi là cái cây lúa nước mà có phải là cần phải ngập nước mới uống được nước hay không. Thì qua nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng gọi là cây lúa nước là bởi vì nó có cái khả năng chịu ngập, chứ không phải là ngập nó mới uống nước được. Chỉ cần làm sao mình giữ đất này đó là cho nó còn ẩm á, thì nó sẽ uống được, giống như là mình trồng đậu, trồng bắp, mình tưới nó, đất cũng ẩm rồi là rễ nó vẫn hút được như thường. Mà bà con biết ở cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long của mình đây thì tới mùa mưa bà con thấy mình dư nước phải không? Nhưng mà ở cái vùng cao đó, thì người ta gọi cái từ gọi là lúa rẫy đó, trồng giống như là trồng bắp vậy đó, cái cây lúa trồng như trồng bắp vậy đó. Có nghĩa là không ngập nước được, bởi vì ở vùng cao triền đồi như thế này nên là người ta có những cái loại lúa gọi là lúa rẫy, trồng không cần phải cho ngập nước cũng được. Nhưng mà bây giờ tại sao mà người ta lợi dụng khai thác cái gọi là cái đặc tính ngập, chịu ngập của cái cây lúa để làm gì? Như vậy thì nếu mà nói vậy thôi, mình trồng lúa mình đâu có cần cho nó ngập làm chi. Nhưng mà ta thấy rằng cái cây này là cái cây lúa nước, bởi vì nó có khả năng chịu ngập, thì ngập nó có cái lợi như thế này. Bà con thấy không? Thứ nhất là mình dùng nước để mình ém cỏ. Thì ém cỏ là
chỉ là ém giai đoạn đầu của cây lúa mà lúc nó chưa giáp tán đó, chứ còn tới chừng mà nó giáp tán mà nó dày bịch như thế này thì cỏ nào dưới này lên nữa, nên cái giai đoạn này thật ra là nước ta cũng không cần để mà ém cỏ. Cái thứ hai nữa là người ta cho ngập được như thế này để ém phèn, bởi vì cô qua với bà con biết á, đất đồng bằng sông Cửu Long của mình á, ở dưới sâu này á, là phèn nó nằm ở dưới sâu á, nên nếu bây giờ mà mình trồng những cái loại cây mà không có ngập nước thì người ta gọi là phèn xì lên. Nên đó, nếu mà trồng lúa, bà con thấy những cái vùng đất mà phèn rất dữ, trồng đậu, trồng bắp chịu không nổi, nhưng mà trồng lúa chịu được là nhờ cái đặc tính là mình cho nước vào để mình ém, không cho phèn ở dưới nó xì lên. Thành ra ta khai thác cái gọi là cái thế mạnh chịu ngập của cái cây lúa đó để mà mình cho ngập. Thì như vậy thì những cái thời điểm mà bây giờ là không cần phải diệt cỏ nè, không cần phải mà ém phèn nè, thì như vậy thì mình để đất ẩm là nó vẫn có thể là uống nước được như thường. Nhưng mà có một cái á, nếu như mà anh mà để ngập liên tục thì đồng ý rằng nó sẽ giúp mình cái vấn đề ém phèn diệt cỏ, nhưng mà nó có một cái thất lợi cái chỗ là đất của mình như vậy là bị ẩm quanh năm như thế này đây, thì nó trở nên gọi là có một cái sự thoái hóa đất. Nên bà con biết là bây giờ người ta khuyến khích bà con nên áp dụng cái biện pháp gọi là ngập rồi rút nước rồi ngập, tức là luân phiên, ngập khô luân phiên thì trên đất nó trở nên tốt hơn. Cái bộ rễ lúa coi vậy á, bà con biết cái rễ lúa này nè, nó có khả năng nghĩa là thở ở trong nước được là nhờ, biết sao thật ra nó ngập ở trong nước nhưng mà nó vẫn thở được là nhờ gì? Là nhờ không khí nó lấy qua lá này nè, xuống cái thân của nó rồi nó đem xuống cho rễ thở. Nhưng mà nói gì nói, nó vẫn khoái lấy cái không khí trực tiếp để mà nó thở. Nên đâu bà con thử xem về khi nào mà mình cho ngập nước một thời gian dài á, bà con xuống dưới, bà con nghĩa là kéo cái cây lúa lên, bà con coi á, là phần lớn là rễ đang bàn lên bên trên rất dữ. Nhưng khi mà bà con rút nước một cái, rễ nó lại cắm xuống sâu. Mà người ta nói rằng rễ thì hướng địa, mà chồi thì hướng thượng. Mà hướng rễ mà bây giờ không hướng địa mà lo sượt sượt lên trên không thì ăn cái gì ở trên bây giờ? Thật ra nó đi vào trong đất nó mới lấy được dinh dưỡng. Hình đó nó bấu chặt vào trong đất, nó sẽ lấy được nhiều cái dưỡng chất hơn, và đồng thời nó cắm sâu vào ở trong đất thì cái cây lúa nó sẽ đứng vững vàng hơn. Thành thử ra bây giờ nói với anh An cái chỗ là thật ra cây lúa không cần phải ngập mới uống nước được, mà ngập thì mình dùng nó để khai thác một cái lợi thế của ngập. Cái lợi thế của ngập nó còn cái nữa, anh An biết gì không? Là tưới. Bà con thấy giờ miếng mình trồng đậu trồng bắp hả, phải cầm ống như thế này gì, nghĩa là đi tưới từng hàng từng rãnh. Còn ruộng lúa hả, bà con cứ đặt cái bơm lùa ở một cái đầu cái thửa này, nghĩa là cứ bơm ào ào vô bi nó ngập mà chịu ngập, nên tưới cũng rất là thuận lợi. Nên người ta khai thác cái thế lợi đó thôi, chứ không phải là cái cây lúa là phải ngập nó mới uống nước được. Thành ra anh An sẽ tùy cái giai đoạn của cây lúa và tùy trường hợp mà anh có thể rút khô ngập xen kẽ gì rất tốt cho đất cũng như là tốt cho sự phát triển của cái bộ rễ cây lúa. Thì đấy là tạm giải kiến với nàng vậy. Nếu mà không làm thì như là anh hỏi là đang cái thời điểm mưa nhiều. Thì đã mưa nhiều thì đâu cần giữ nước, giữ những chút thì nó là mưa nữa rồi. Thì đúng như cô Ngọc Hoa nói lúc nãy rất là tốt nhất. Mà ngập nhiều quá nó lại cũng dở nữa, mà lên cao luôn như thế này. Mà nhiều khi ngập nhiều nó lại đi phân nữa. Mà tôi không nghĩ rằng ở giai đoạn này anh An còn bón phân. Vì thường tôi cũng khuyến cáo là khi mà lúa bắt đầu trổ thì mình đã là phân xong hết trơn rồi. Hồi nãy cũng có bà con mình nói là coi như tới thời điểm này, trong phóng sự lúc nãy nói đó, phân phướng thì xong rồi, chỉ còn lo sâu bệnh thôi. Chứ còn ở cái giai đoạn đầu mà ngập á, mà anh mà khai nước ra mà anh mới vừa bón phân ha, anh chưa được 5 ngày cho tới 7 ngày mà anh rút ra thì lại phân nó theo nước, tiền của anh nó chảy ra bên ngoài. Đó, cái đó cũng là mình điều khiển nó là vậy đó. Này là một công mà đôi ba chuyện. Được lợi nhiều quá bà con nông dân ha. Bây giờ Ngọc Hoa xin tiếp tục dành thời gian cho bà con nông dân đặt câu hỏi. Kính thưa nhà diễn giả với nhà kỹ thuật, tôi Phan Nhân Úc ở Cô Tô, Chi Tôn, An Giang. Xin hỏi vậy chứ thuốc trừ bệnh, vấn đề là thuốc sâu và thuốc trừ bệnh, cái loại thuốc mà lưu dẫn đó, xịt trong một ngày từ sáng, trưa, chiều, trong giai đoạn nào nó hấp thu rất là hiệu quả cao? Bây giờ trước khi nhờ các nhà khoa học trả lời thì Ngọc Hoa hỏi là anh, chứ thường thì anh theo kinh nghiệm của anh là anh thấy cái thời điểm nào? Thì thấy mấy cái bữa nắng tốt đó thì xịt đó thì thấy có hiệu quả. Mà nhưng mà nói thẳng ra thì không biết cái giai đoạn nào cây lúa nó hấp thu rất là cao. Cao nhất cơ mà. Nhờ nên thử diễn giả với nhà khoa học phân tách cho nó rõ. Để có kiến thức thêm một chút. Câu hỏi của anh rất là hay. Ngọc Hoa xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai có thể tư vấn về điều này được hay không ạ? Dạ.
xin trả nút và quý khán giả xem đài. Đối với cái nông dược á, thì người ta chia làm mấy cái nhóm, tức là thuốc có tính tiếp xúc, hoặc là thuốc có cái tính gọi là nội hấp, hoặc là thuốc có tính lưu dẫn, nó nhiều nhóm mà. Thì tiếp xúc có nghĩa là mình phun trên cái lá này, thì nó chỉ tiếp cận nằm bên ngoài thôi. Con sâu ở bên ngoài thì nó ăn thì nó chết. Đấy. Còn cái thuốc mà còn nội hấp, nghĩa là mình phun lên đây thì nó sẽ đi vào bên trong, nó thấm vào đây, đi một đoạn ngắn thôi, ví dụ đây thì xuống tới đây thôi, thì cái này là thuốc nội hấp. Vậy thì nó phun ở đây thì nó trị được, ví dụ con sâu nằm ở trong cái thân cái mẹ này, hoặc là cái nấm bệnh, hoặc là con nhện vé nằm trong này, thì cái đó mình gọi là cái thuốc tính nội hấp. Còn nhóm thứ ba là tính lưu dẫn. Lưu dẫn có nghĩa là mình phun lên đây thì nó theo cái mạch nhựa đi từ trên nó xuống dưới này, xuống dưới tới đây, xuống tới rễ luôn. Đấy. Hoặc là thuốc dạng hạt mà con mình rải vô đất, vô hạt đó, thì nó sẽ thấm qua cái bộ rễ đây và nó đi lên trên này, lên phía trên này. Như vậy thì khi nó đi xa thì cái này là thuốc lưu dẫn. Nó trị được những con sâu nằm sâu ở trong kẹt trong cái ống này, hoặc là những cái vết bệnh mà nó tận cùng mà cái ổ nấm đó, nó nằm bên trong mà người ta không có thể nào mà đưa cái thuốc vô được. Vậy thì lúc đó mình phải xài thuốc lưu dẫn. Đấy. Vậy thì giai đoạn nào, lúc nào trong một ngày mà mình phun nó hiệu quả nhất? Thường thường đó là khi mình phun lên cái thuốc mà nó muốn đi vào bên trong tế bào thực vật cây trồng đó, thì nó phải thực hiện cái quá trình mình gọi là cái biến dưỡng, có nghĩa là hấp thu dinh dưỡng rồi chuyển vị, tức là đưa cái dinh dưỡng đi theo. Thì lúc đó thuốc nó theo nước, theo cái dinh dưỡng nó theo, nó lên lá hoặc là đi xuống. Có nghĩa là nó phải cần năng lượng, tức là ánh sáng mặt trời, tức là nhiệt độ phải ấm. Vậy thì trong một ngày nếu cái thời điểm nào mà nắng ấm là đẹp nhất, tức là thường thường mà cái tầm khoảng từ 8 giờ cho đến buổi trưa khoảng chừng 11, 12 giờ. Tức là thời kỳ đó là gì? Khi anh phun lên thì cái cây nó đang phát triển sinh trưởng mạnh, tế bào nó đang gì? Hút dinh dưỡng. Vậy thì thuốc nó sẽ theo. Tức là thuốc, anh hỏi là thuốc gọi là thuốc có tính lưu dẫn này, nó theo cái mạch nó đi thế này, hoặc từ trên đi xuống. Nghĩa là trong cái thời điểm mà buổi sáng tới trưa là thời kỳ nó hấp thu nhiều nhất. Nhiều nhất. Buổi chiều cũng vẫn được. Buổi chiều thì cái khả năng thì nó yếu hơn, tại vì nắng ít hơn. Vậy thì trong một ngày thì buổi sáng hoặc là buổi trưa, buổi chiều là đẹp nhất. Thế thì buổi trưa thì sao? Buổi trưa thường thường đó là khi mình phun lên đây đó, một số cái loại thuốc nó trải lên một cái lớp mỏng ở trên cái bề mặt của lá lúa thế này. Ánh nắng mặt trời chiếu vào thì trong tia nắng mặt trời nó có những cái gọi là những cái tia UV, thường là cực tím đấy. Cái tia đó là nó làm cho cái thuốc nó bị phân hủy đi, tức là các phân tử nó bị cắt đứt thành những cái đoạn nhỏ nhỏ, lúc bây giờ nó sẽ mất tác dụng. Cho nên là thường thường là buổi trưa nó là không nên phun thuốc vào buổi trưa. Lý do là gì? Là cái thuốc nó bị phơi bày giữa nắng mặt trời thế này, và các cái phân tử cấu trúc học nó bị phân cắt chia thành những cái đoạn nhỏ, và tính năng nó bị biến chất, cho nên là nó sẽ hiệu quả kém. Do đó thường thường ta nói là không nhất thiết phải phun buổi trưa, không nên. Kể cả con người cũng vậy, mình phun buổi trưa đó là cái ánh nắng nhiệt độ nó cao, cái khả năng bốc hơi trong thuốc thì nó có cái những cái phụ gia, những cái chất hỗ trợ, và nó có tính bốc hơi mạnh. Mình phun lên thì cái hơi nó bốc lên, vậy thì con người mình có thể là mình hít vào, vậy thì nó cũng độc cho người. Do đó mình hạn chế phun buổi trưa. Mình nói về con sức khỏe con người. Còn cây trồng thì không nên phun buổi trưa. Lý do tại vì là cái thuốc nó dễ bị phân hủy, đặc biệt là thuốc sinh học. Thuốc sinh học mà phun buổi trưa là nó mất tác dụng rất nhanh. Do đó thì nên phun vào buổi tầm là buổi sáng 8 giờ tới khoảng tầm 11, 12 giờ. Chiều khoảng từ hơi nắng nhẹ nhẹ đó, mình phun nó chừng 5, 6 giờ. Nhưng mà cũng có một cái đoạn là mình cũng không nên phun buổi sáng nữa. Như thầy dạy nói đó, là cây lúa mình nó hở cái miệng ra, đúng chưa, để mà nó thụ phấn đó. Thì cái thời kỳ mà lúc mà buổi sáng sớm đó, khi mà nó bắt đầu mà nó hở cái trấu này để nó thụ phấn đó, thì lúc đó mình cũng hạn chế. Thì cái lúa mình chỉ có hạn chế cái giai đoạn lúc đồng trổ thôi. Thì lúc trổ là cái lúc mình không nên phun buổi sáng, tại vì từ 8 giờ tới khoảng 11 giờ 12 giờ là thời kỳ đó là cái lúa nó đang thụ phấn để nó sau này nó cho cái hạt. Đấy, nếu mình phun lên thì quá chất nó làm cho cái hạt phấn nó bị chết. Cái nướm của những cái nó cũng bị ảnh hưởng của hóa chất, vậy thì nó cũng bị teo lại, nó cũng không thụ phấn được, cho nên thì mình không nên. Nói chung là thuốc hầu hết thì thuốc tu dẫn thì chúng ta nên phun cái buổi tầm buổi sáng sớm ăn tới trưa, hoặc là buổi chiều mát là đẹp nhất. Đó là cái nguyên tắc chung.
Dạ, xin cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư Trần Văn Hà. Như vậy là anh đúng rồi. Ngọc Hoa hỏi, nhưng mà Ngọc Hoa cũng nghĩ là anh cũng đã trả lời đúng rồi đó. Thật ra là kinh nghiệm của bà con nông dân, nếu mà mình có kinh nghiệm rồi tích lũy rồi theo dõi, và đặc biệt là nghe những cái ý kiến của các nhà khoa học này của chúng ta ghi chép lại, rồi bằng cái kinh nghiệm thực tế đồng ruộng của mình, thì chắc chắn là bà con nông dân nếu mà giỏi thì cũng nhanh chóng trở thành các nhà khoa học. Phải không thưa giáo sư? Dạ. Chúng tôi xin được tiếp tục mời bà con nông dân đặt câu hỏi. Dạ, anh có câu hỏi nào ạ? Tôi tên Trần Thanh Vân, ở xã An Tức, huyện Tri Tôn. Xin hỏi diễn giải của bà công ty Tân Thành. Có loại thuốc nào mà để phòng và trừ bệnh vi khuẩn để cho có hiệu quả? Dạ. Tự vì nãy anh có nghe cô Trân, cô nói là có cả thuốc đặc trị lẫn vaccine để mà phòng bệnh đốm dằn. Còn bây giờ thì anh muốn hỏi về cái bệnh phòng trừ do những cái bệnh hại trên lúa mà từ vi khuẩn, đúng không ạ? Vâng, anh tên gì anh? Trần Thanh Vân. Anh Vân có biết không, câu hỏi của anh á, nó cũng trùng với câu hỏi của hai khán giả mà Ngọc Hoa vừa nhận được. Đó là anh Nguyễn Văn Toàn ở Tân Hồng, Đồng Tháp, điện thoại cuối là 7509. Và anh Quỳnh Thanh Tâm ở Sóc Trăng, điện thoại cuối là 1364. Ngọc Hoa cũng đã chuyển hai câu hỏi này cho Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân rồi. Nhân câu hỏi của anh Vân ở đây thì Ngọc Hoa xin được nhờ Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân vui lòng trả lời chung luôn ạ. Rồi, vậy là chào ba anh Vân, anh Toàn và anh Tâm. Như vậy thì anh hỏi rất là nhấn mạnh ha. Tôi muốn hỏi là phòng và trị. Như vậy thì nó có hai tình huống như mới nãy, tôi chỉ lặp lại ngắn thôi. Đó là khi mà trị thì chúng ta sẽ dùng cái sản phẩm thuốc trị vi khuẩn, đó là cái TT Ba Su 250 WB, để chúng ta phun. Còn một gói 80g này bà con, một gói 80g chúng ta phun cho một công 1000m2. Chúng ta chia làm 2 bình 16 lít á. Rất là đơn giản. Và khi chúng ta phun như vậy thì chỉ trong vòng 36 giờ, có nghĩa là như sáng hôm nay chúng ta phun thì chiều ngày mai ra thăm ruộng thì chúng ta đã thấy là cái vết bệnh nó khô và cái sự lây lan là nó đã bị hạn chế, nó không lan ra thêm nữa. Về cái phần mà phun đó thì tôi lưu ý đối với cái vi khuẩn thì chúng ta rất là lưu ý mới được, bởi vì vi khuẩn là nó lây lan theo cái đường mà nước là đường lây lan chính, nhất là khi mà trên lúa mà mùa mưa này nè, còn ít giọt mưa động lại hay là sáng còn hơi sương, thì nếu bà con mang đi, bà con xịt tới đâu thì cái giọt nước đó nó dính trên người chúng ta, mang đi tới đâu là cái lối đi đó là nó dễ bị lây lan tiếp lắm. Cho nên ở những nơi mà vi khuẩn đã có chòm rồi thì chúng ta nên đứng xung quanh ở bên ngoài đó để chúng ta cô lập nó, chúng ta xịt vòng đó, tránh trường hợp đi lướt qua cái ổ bệnh đó để mà lây lan ra. Và đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là phòng. Thì như ban nãy tôi có nói đó là phòng thì ở giai đoạn lúa trổ lác đác, khi mà chưa bị, chúng ta dùng chu BK để một công bốn chuyện là phòng luôn được cái khô vằn, hay là mới nãy tôi nói như là bây giờ thì lại là cái cháy bìa lá, trong bốn cái tác dụng mà của chu BK, thuốc trừ bệnh sinh học mang lại. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn câu hỏi của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Tuy nhiên Ngọc Hoa cũng xin được nhấn mạnh lại cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Toàn ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Anh Toàn có nói là vài năm trở lại đây sâu bệnh phát triển nhiều, chi phí sản xuất lại tăng nên bà con nông dân sản xuất lúa không có lãi. Vậy là công ty Tân Thành có một cái loại thuốc nào để phòng trị bệnh đau ô một lần thôi đối với lúa giai đoạn chuẩn bị trổ? Vậy thì không biết cái loại thuốc mà Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân vừa nói đó, mình phun một lần thì có phải là trị hết bệnh được hay không? Câu hỏi rất là hóc búa nhưng mà nó cũng thực tế. Tuy nhiên là không thể nào mà một lần được bà con. Tại vì nếu như cái lần mà chúng ta phun á, lần đó không có bệnh xảy ra mà nó lại xảy ra vào cái giai đoạn khác thì sao? Bởi vì cái thuốc á, thì nó có tác dụng và lưu dẫn tối đa trong cái cây lúa chúng ta 14 ngày thôi. Như vậy tôi nói ngộ nhận ở giai đoạn mà 40 cây lúa 40 ngày lúa bị đau ôm, chúng ta phun cái thuốc nó có hiệu quả tối đa thì nó cũng tới được 54-55 ngày. Vậy còn cái khúc sau lỡ bị thì làm sao? Giá như mà có cái thuốc nào mà để vô rồi suốt đời, miễn dịch suốt đời giống như mà chúng ta tiêm vaccine hồi nhỏ vậy đó ha, thì nó hay quá. Thì đó là cái hướng mà chúng tôi cũng phấn đấu. Tuy nhiên ở giai đoạn này công ty Tân Thành đã cung cấp được cái giải pháp, đó là phòng bệnh bằng cái chu BK. Khi phun vào thì chúng ta có thể ngừa được cái bệnh là trong vòng 10 đến 14 ngày. Tức là khi trước khi chỗ đất đá chúng ta phun vô thì kéo dài đến khi chỗ đều, thì nó giúp cho chúng ta phòng ngừa bốn cái bệnh, trong đó có cái bệnh đạo ồn mà anh nói.
Vâng, dù chưa giải đáp được thỏa mãn câu hỏi của anh Nguyễn Văn Toàn, nhưng mà Ngọc Hoa thiết nghĩ thì thạc sĩ Trần Thị Bích Trân cũng như công ty Tân Thành có thể xem đây là một thách thức đi. Câu hỏi của anh Toàn cũng là một cái thách thức. Biết đâu chừng năm tới cũng ngồi vào chương trình như thế này thì Ngọc Hoa lại hỏi thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân lại trả lời là có rồi thì cũng nên. Vâng, xin là cảm ơn thông tin mà thạc sĩ Trần Thị Bích Trân vừa cung cấp với quý khán giả cũng như bà con nông dân vừa gọi tới cho chúng tôi. Còn bây giờ thì Ngọc Hoa xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Sang ở An Giang. Điện thoại là 4447. Anh Sang hỏi một câu hỏi mà Ngọc Hoa thiết nghĩ là chắc là cánh đồng của anh Sang đang rất là sạch. Anh Sang hỏi như thế này: những bệnh hại xuất hiện trong giai đoạn đồng trổ là gì? Cách quản lý bệnh hại này như thế nào? Tức đó là cánh đồng của anh là không có bệnh hại nên anh mới hỏi như thế. Dạ, Ngọc Hoa xin được nghe câu trả lời của Phó Giáo sư Trần Văn Hai ạ. Dạ. Kính thưa anh Sang và quý khán giả xem đài, thì thường ta nói là cái giai đoạn đồng trổ là giai đoạn cực trọng. Cực trọng có nghĩa là rất là quan trọng, đúng không? Thì tại sao nó quan trọng? Bởi vì giai đoạn này thì mình biết rồi, là trước đó là mình đã bón phân hai đợt rồi, đúng không? Chưa kể bón lót nữa. Vậy thì dinh dưỡng nè, nước nè, muối khoáng nè, phân bón cá nó vô trong rễ lên đây, nó tích lũy vào đây. Đấy. Rồi lúc này là nó chuẩn bị nuôi cái đồng đây, chuẩn bị nó trổ mà. Vậy thì toàn bộ dinh dưỡng, cái năng lượng hết nó vô đây. Thì hãy mà thức ăn càng ngon thì sao? Thức ăn càng ngon thì mồi càng bén thì nhậu càng sung, đúng không? Vậy thì sâu bệnh nó cũng vậy, nó cũng rất khôn. Giai đoạn này mà thức ăn càng ngon thì các dịch bệnh nó tới tấn công. Sâu cũng có, bệnh cũng có, kể cả con chuột nữa. Ăn chuột nó khoái cái lúc đồng trổ lắm. Mình nói gì riêng dịch bệnh thôi. Thì bệnh á, thì nhiều nhất là bệnh gì? Giai đoạn này thì cái đốm vằn là quan trọng nhất, là với cái gốc. Nó làm cho cái bẹ này nó bị nâu nâu đen đen, nó vằn vện á, mình gọi là khô vằn đấy, đúng chưa? Rồi nặng cái nó bò lên trên, leo lên trên. Đó là một bệnh. Cái thứ hai là bệnh cháy lá. Cái lá này nó hứng. Nó hứng thành ra là các cái bào tử theo gió nó bay, nó rớt xuống đây. Nó dính vào đây thì nó sẽ làm cho cái lá này bị nổ. Mà con mình hay gọi là bệnh cháy lá. Mình gọi là bệnh đau ôn đấy. Đấy. Rồi, cái lúc này đó còn một cái bệnh khác nữa. Cái này là nguy hiểm nhất trong mùa mưa này. Lúc này mưa gió bão bùng thì ba cái lá này là mình thấy thường thường là nó có ba cái lá, thấy rõ ha. Cái này là cái lá chóp trên nè, ba cái lá này là lớn nhất nè, cái lá này cái lá thứ tư là nó hơi nghiêng nè. Thì ba cái lá này là ba lá nó quan trọng nhất, tại vì nó đứng thẳng và nó giữ cái vị trí là gì, nó quan hợp lấy nắng mà. Vậy thì nếu ba lá này mà bị ảnh hưởng á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bông. Thì lúc này là cái bệnh cháy vì lá vi khuẩn là nó thích lắm, bởi vì cái lá nó thẳng đứng, nó dương ra. Lúc này phân bón mình bón rất nhiều, cho nên là gì, thường nó bắt đầu từ cái bìa này nè, đi xuống hai bên. Đấy, nó vàng từ từ, cái gân này còn cái màu xanh. Cái này gọi là bệnh cháy bìa lá vi khuẩn. Thì giai đoạn này là cây lúa thường xuyên bị bệnh cháy bìa lá vô vi khuẩn, mình gọi là bệnh bạc lá đấy. Nó nặng là nó trắng tươi rồi. Đấy. Vậy thì đó là ba bệnh chính. Đến lúc mà cái bông nó vừa thoát ra, tức là nó vừa trổ ra thì sao, thì trên này có cái bệnh gọi là bệnh lem lép hạt. Mà lép hạt thì nhiều thứ bệnh lắm. Do nấm, do vi khuẩn, thậm chí còn nhận gì á. Nói chung là giai đoạn lúa đồng trổ thì chắc là bà con mình cần phải lưu ý. Có bốn bệnh quan trọng, và trong đó có một là cái nhóm đó là con nhện dế, thì mình cần quan tâm và mình cảnh giác để mình phòng trị. Thì phương pháp thì đầu tiên là mình phải giữ nước cho nó đầy đủ. Nói chung mà tùy loại ha, cây lúa lúc nào cũng phải cần nước thôi. Dĩ nhiên là từng giai đoạn, có đoạn giai đoạn thì mình rút nước nó kiệt, nhưng mà hầu hết là mình phải giữ tùy từng lúc. Nhưng mà nước có đủ để cho cây nó phát triển. Cây phát triển thì nó khỏe, khỏe thì ít bệnh, đó là đầu tiên. Mật độ xạ cũng vừa phải thôi, đừng có xạ dày quá. Cái này là nguyên tắc chung ai cũng biết. Đấy. Rồi khi cần thiết thì mình phải áp dụng cái gì? Mình phải thăm đồng thường xuyên để mình xem, mình phát hiện kịp thời là cái nào bệnh gì. Như thì đốm vằn dưới gốc do nấm, cháy lá ở trên do nấm. Đấy. Nhưng mà cháy vì lá vi khuẩn á, thì đó là do gì? Do là do nhóm vi khuẩn. Đấy. Còn lem lép hạt thì tập hợp là nhiều cái loại nấm. Và trong đó thì có một cái loại là do con nhện dế. Vậy thì mình phải quan sát và mình chẩn đoán chính xác. Và áp dụng thuốc thì phải kịp thời, tức là phải đúng thời điểm. Thì thuốc nào, loại gì thì nói chung là các công ty đều có. Đặc biệt Tân Thành thì cũng có rất là nhiều sản phẩm. Thì cụ thể một lát nữa thì chỗ bên cô Trần sẽ nói từng loại. Như nãy giờ cũng có giới thiệu một số loại là thì bà con biết rồi. Nghĩa là phải đúng lúc, đúng thời điểm. Và thuốc là phải là thuốc đặc trị cho từng loại thì hiệu quả nó mới cao. Đó là một số cái cách mà bà con mình dạy đó trong giai đoạn lúa đang đồng trổ.
Xin cảm ơn thông tin mà Phó Giáo sư Trần Văn Hai vừa gửi đến cho quý khán giả. Chúng tôi xin được mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trả lời câu hỏi cho anh Lê Phúc Nhịn ở Long Mỹ, Hậu Giang, điện thoại cuối là 2101. Anh hỏi như thế này: ở giai đoạn trổ, phân bón lá có thể phối trộn được với các thuốc trị bệnh và sâu hại hay không? Giai đoạn đồng trổ, phân bón lá vào kẽm giúp tạo diệp lục tố, vậy có hạn chế được các loại bệnh hại hay không? Xin được nghe ý kiến của giáo sư ạ. Bây giờ anh Nhịn biết là anh hỏi phân bón lá lại với thuốc trừ bệnh trừ sâu, bởi vì tôi cũng không biết cái loại nào mà trộn được hay không, có lẽ là chỉ có nhà sản xuất nói được cái này, bởi vì nó rất là đa dạng. Bây giờ tôi nói thế này, anh Nhịn thử quan sát xem. Bây giờ buổi sáng đó anh rót ra một ly nước trà hen, rồi đó anh thử lấy miếng chanh anh nặng vô coi, anh nặng vô chút xíu anh thấy nước trà nó lợt lại liền mà đóng lợn cợn ở bên dưới. Nhưng mà nếu mà đó là một ly nước đường thôi, anh nặng chanh vô không có vấn đề gì trơn. Thành thử ra bây giờ tùy cái phân bón lá trong đó nó là cái chất gì, tùy cái thuốc sao tôi bị cái gì. Thành ra cái này nếu nhiều khi nếu cẩn thận thì mình nên hỏi cái nhà sản xuất. Còn nếu như bây giờ không có điều kiện để hỏi nhà sản xuất thì tự anh phải làm một cái quan sát. Có nghĩa là mình đừng có pha ngay một cái lượng lớn, mọi giờ mình lấy một chút này chút kia mình đổ, có thể là vô trong một cái ly, cái bình gì đó, anh xem thử, quan sát thử. Cái thứ nhất là khi mà hai cái đó anh đổ vô chung với nhau mà thấy coi như vậy thì nó có làm cho nóng lên hay không. Nóng lên có nghĩa là nó có quấn nhau nên nó mới nóng lên như vậy, hoặc là nó lạnh ra hay không, hoặc là nó có kết lợn cợn, là để một chút rồi anh thấy có kết lợn cợn không, có làm mất đi cái màu sắc của các cái chất đó hay không. Thì nếu như mà nó có những cái đó xảy ra thì có thể nói là nó đã có một cái sự can thiệp lẫn nhau. Mà can thiệp lẫn nhau rồi á thì anh thấy là cả hai đều trở nên kém tác dụng, mà nhiều khi lại có tác dụng ngược nữa. Thành ra rất là nguy hiểm. Thì cái đó là cái câu thứ nhất trả lời như vậy. Cái thứ hai là bây giờ anh nói kẽm với cái phân bón lá để mà làm tăng cái diệp lục tố. Kẽm không phải làm tăng cái diệp lục tố. Kẽm nó sẽ giúp cho cái diệp dương lóng nó dài ra thêm thôi. Bởi vì cái chất kẽm á, có nó là một cái tiền chất để mà tạo ra một cái chất kích thích sinh trưởng làm cho cái dương lóng nó mạnh lên. Mà ta gọi là oxin đó, IAA đó. Thì nó làm cho cái đó dương dài lên. Thường thường thì người ta đưa kẽm vào ở cái giai đoạn đầu. Để cho cái sự phát triển của cây lúa nó cao khỏe, giống như hai cái lúa này anh thấy đây đời cùng một bụi đây, mà cái ông này thì cao to như thế này, ông này thấp như thế này, thì ông này chắc chắn là không thế nữa, không lớn con bằng cái bông, không lớn con bằng ông bên này rồi. Thường thường thì ta đưa ra vào cái giai đoạn đầu. Rồi anh hỏi giờ như vậy thì có hạn chế được cái dịch hại không? Thường ở dịch hại bà con biết là người ta nói phân bón lá phun vào nó sẽ cũng như là tiếp tay cho cái sự phát triển của sâu bệnh, nhưng mà cái đó tôi đó cũng tùy. Nếu mà anh đưa đạm vô nhiều quá thì rõ ràng là nó có vấn đề. Nhưng mà một số cái chất, anh biết ngay cả trong một số thuốc trừ bệnh bây giờ người ta cũng đưa một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như silic. Cái silic nó có ở trong đó thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa như vậy là khống chế được cái sự bành trướng của cái vết bệnh. Cái chất silic nó làm cho cái vết đó không bành trướng được. Canxi nó cũng giúp cho có rất là lợi. Rồi kali thì đó là những cái chất, nhưng mà đạm nhiều thì rõ ràng đó lại là một cái tác dụng xấu hơn. Thành thử ra đây nếu mà để hạn chế được mà anh dùng phân bón lá thì anh dùng những cái loại mà ít đạm hen, nhưng mà giàu cái silic, canxi hoặc kali thì nó có lợi cho cái việc phòng bệnh sau này. Xin cảm ơn thông tin mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa trả lời. Không biết là bà con nông dân nghĩ gì. Ngọc Qua những cái người không làm nông nghiệp thì cũng rất là cảm thông cho bà con nông dân. Bà con nông dân rất là thích là một công mà 5-6 chuyện. Ví dụ như thay vì bây giờ mình đi phun cái này xong, hoặc cái mình phun nữa thì nó tốn công quá, lại không có thời gian mà lai ra với anh em, đúng không ạ? Tuy nhiên gần như là câu hỏi nào mà bà con nông dân gọi tới cho chúng tôi mà hỏi về phối trộn thuốc là ý như rằng Ngọc Qua nghe là các nhà khoa học bảo là không nên. Vâng, mà không hiểu làm sao mà lúc nào trong chương trình nào thì Ngọc Qua cũng thấy rằng là bà con nông dân sẽ gọi tới với cái câu hỏi như thế này. Hy vọng là những cái thông tin mà các nhà khoa học vừa cung cấp cho bà con nông dân thì chúng ta cần phải
cẩn trọng hơn, suy nghĩ lại với cái cách phối trộn như thế. Nhiều lúc mà là mình không có hiệu quả mà lại còn gây thiệt hại cho cái cánh đồng của mình nữa. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin tiếp tục trở lại câu hỏi của khán giả gọi tới cho chúng tôi. Ngọc Hoa xin được nhờ Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân trả lời câu hỏi trên Lê Văn Điền ở kế sách Sóc Trăng, điện thoại là 4045. Anh hỏi như thế này, lúa tôi trổ cuối bông cái, phun Lacasoto được một tiếng đồng hồ thì bỗng dưng trời mưa. Vậy sau khi hết mưa thì tôi phun lại có được hay không? Bởi vì anh Điền nghĩ rằng là phun rồi mà bỗng dưng trời mưa đó thì chắc chắn là nó trôi mất tiêu rồi. Xin được nghe ý kiến của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chào anh Điền cùng bà con. Trong trường hợp trời mưa mà bà con phun 1 giờ đồng hồ sau thì bị mưa liền, thì ở đây là đó là cái Lacasoto, thì bà con có thể phun lại. Bởi vì sao? Bởi vì 1 giờ đồng hồ chưa đủ thời gian để cái thuốc hấp thu hoàn toàn vào cây lúa của chúng ta. Trong điều kiện phù hợp, có nghĩa là nắng liu riu chứ không sớm quá, hoặc là không có nắng nóng giữa ban trưa, thì cây lúa có thể hấp thu được hoàn toàn cái lượng Lacasoto bà con phun vào trong vòng 4 giờ đồng hồ là hấp thu 100%. Nhưng vậy thì khi mà anh phun lặp lại đó là có cái là tốn tiền, lần này là bị thất thoát rồi. Nhưng mà cái này là xui rủi do ông trời, cho nên là chúng ta buộc phải phun lại, và nó không hề ảnh hưởng gì trên cái cây lúa của chúng ta cả, không có làm tác dụng phụ khi mà chúng ta phun lặp lại hai lần trong trường hợp như thế này. Nếu không phun thì mới có tác dụng đúng không? Mới tác dụng phụ đúng không ạ? Bởi vì cái lần trước rồi mình đã mất rồi. Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi xin được mời Phó Giáo sư Trần Văn Hai trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Hiển ở Cái Bè, Tiền Giang, điện thoại là 3731. Điện thoại cuối nhé. Anh Hiển hỏi như thế này, áp dụng quy trình công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng thì tôi thấy như thế này, là không có sâu cuốn lá, không có rầy nâu, nhưng mà nhiều nhện dé quá. Xin hỏi là nhện dé có thiên địch không? Lúa được 42 ngày, lá bị vàng, khô ở chót lá, rễ thì có nốt sần. Xin hỏi đây là bệnh gì và có thể khắc phục được hay không? Khắc phục như thế nào? Xin được nghe ý kiến của Phó Giáo sư Trần Văn Hai. Dạ. Xin chào anh Hiển và quý khán giả xem đài. Cái công nghệ sinh thái, đây là một cái quy trình mình gọi là rất là tiên tiến. Nó là cái bước tiến bộ từ cái quy trình là quản lý dịch hại tổng hợp IBM, rồi từ cái chương trình là 1 phải 5 giảm, rồi 3 giảm 3 tăng, cuối cùng là mình có một cái chương trình có thể nói là hiện nay là bà con mình rất thích, là gì, là mình trang trí, mình trồng hoa trên bờ ruộng. Thật ra không phải mình trồng nó đẹp đâu, bởi vì trồng hoa có nghĩa là gì, là mình tạo cái sinh cảnh sinh thái nó hài hòa. Mà trên cái hoa thì bà con biết rồi là có rất nhiều cái hạt phấn. Mà hạt phấn là cái nơi mà cung cấp dinh dưỡng cho các cái loại sinh vật, trong đó thiên địch, tức là ong ký sinh, rồi các loại bộ rùa, rồi kiến ba khoang, nó tới nó ăn, nó ở, rồi nó sống trên đây, nó nhờ cái thức ăn hỗ trợ nó. Đặc biệt là cái phấn hoa là cái chất mà nó tạo có cái mặt đường, thì cái sinh lực của con thiên địch nó rất là khỏe. Thì từ đó thì nó mới xuống ruộng, nó tấn công, nó ăn những con sâu hại khác. Nghĩa là trên đồng ruộng mình lúc nào cũng có hai cái lực lượng là thiên địch, tức là cái nhóm có lợi và nhóm có hại. Thế thì anh có nói một cái câu là mình làm công nghệ sinh thái thì thấy thì có sâu cuốn lá rồi nâu, nhưng mà nhiều nhện dé quá. Như vậy có nghĩa là dường như mình trồng hoa kiểu hệ sinh thái này cái nhện dé nó nhiều. Xin thưa không phải. Cái này là nhện dé là một cũng là sinh vật nữa, nó cũng gây hại trên lúa. Tùy theo cái điều kiện, khả năng, nhiệt độ, ẩm độ, mưa gió, mùa vụ mà cái nhện dé ít hay nhiều. Chứ không phải là do mình trồng hoa trên bờ ruộng rồi bây giờ nó nhện dé nó nhiều, phải vậy. Thì xin trả lời tiếp theo ý kế nữa. Anh hỏi bây giờ là con nhện dé có thiên địch hay không? Con rầy nâu có, con sâu cuốn lá cũng rất nhiều. Thí dụ là ong ký sinh nha, rồi con nhóm nhện có lợi nè, bọ rùa, rồi kiến ba khoang, nhân dân, bọ xích mù xanh, đủ loại hết. Là nó gì? Nó ăn các cái loại sâu hại. Thì trong đó bà con mình hay nghe nói là con sâu cuốn lá rầy nâu và thiên địch nó nhiều, vì mình học IBM nhiều đúng không? Nhưng mà nhận vé thì gần đây thì mới quá, chưa có ai giảng dạy nhiều. Mà con chỉ biết cách phòng trị mà cũng không có ai bày ra cái vụ là đi phân tích hệ sinh thái để coi nó có thiên địch con nào hay không. Thì bà con mới hỏi. Thì xin trả lời là về mặt khoa học thì tôi có nghiên cứu phát hiện là có hai loài. Tức là một cái loài nó gọi là con nhện ăn nhện. Thường ta hay nói là con nhện là ăn con côn trùng khác, đúng chưa? Hoặc là nhện gây hại cây trồng. Thí dụ như con nhện vé. Đây. Thế thì bây giờ có con nhện ăn nhện nữa, thì cũng vậy, con nhện này nó hơi to hơn, chân dài hơn,
di chuyển nhanh nhẹn hơn và có màu hơi màu hồng. Và nó có kim chích, nó chích cái con nhện nó ăn. Nó lấy cái dinh dưỡng từ con nhện gây hại nó, nuôi nó. Thì cái này gọi là con nhện có lợi. Con thứ hai là con bù lạch. Con này giống như con bù lạch lúa đó, nhưng mà kích thước nó to hơn, cũng màu đen, mà nó khỏe hơn, chân dài và chạy rất nhanh. Thì con này cũng vậy. Bù lạch cũng có kim chích, nó cũng chích cái cơ thể, nó lấy cái dinh dưỡng của cái con nhện giá và nó ăn để nuôi nó. Vậy thì trên ruộng lúa mình nó có hai loài thiên địch có lợi đối với con nhện giá. Vậy thì khi mà con mình sử dụng thuốc mà trị nhện giá đó, thì mình cũng lưu ý ha, là nên sử dụng thuốc đặc trị nhện giá thôi, đừng sử dụng những loại thuốc trừ sâu, đặc biệt là những loại thuốc mà phổ rộng đó. Mình phun lên là vừa chết cái con nhện giá mà nó chết luôn mấy con thiên địch, tức là mình tạo cái sự gì mất cân bằng. Do đó thì này ý riêng thôi, là nhện giá phải xài thuốc đặc trị chuyên nó thôi thì an toàn nhất, là mình đảm bảo được cái cân bằng sinh thái, đảm bảo luôn cái chuyện mình gọi là cái cách trồng hoa đấy, trồng hoa trên ruộng. Đấy. Còn cái ý cuối cùng thì anh có hỏi là bây giờ lúa thì khoảng bốn mấy ngày chóp lá nó vàng vàng, nó khô chóp này, rồi nó nhổ lên cái rễ thì nó bị những cái nốt thế này, thì cái này đúng là cái triệu chứng do tiếng trùng rồi. Con tiếng trùng này là cái con nó kích thước rất nhỏ, mình nói mô tả giống như con lãi kim cho nó dễ nhớ ha, con lãi kim cực kỳ nhỏ đúng không? Đấy, con này thì nó lội trong nước được. Đấy. Thì cái con tiếng trùng này nó thì nó tấn công ở đâu? Ở cái rễ, chích hút cái rễ, và khi nó chích hút thì cái rễ nó phản ứng lại, nó tạo ra một cái nốt to, nó sưng lên, và con tiếng trùng này nó bị nó khoanh lại, có nghĩa là con tiếng trùng bị nhốt bên trong cái nốt sần đó. Đấy. Thành ra có nhiều người bà con mà nói vui, nói trời ơi sao mà trồng lúa không ra cái nốt sần của lúa mà ra cái nốt sần giống như là cái rễ đậu, trồng lúa mà ra rễ đậu đúng không? Bởi vì đậu thì trồng là nó có cái nốt sần, nốt sần của đậu thì lại có lợi, nhưng mà nốt sần của lúa thì sao, là có hại đấy. Con tiếng trùng nó chích hút, nó làm gì, suy yếu bộ rễ, dinh dưỡng không đưa lên được, cho nên là thiếu nước ở trên này, nó khô chóp, nó khô, nó vàng từ trên xuống, nó khoảng cái đầu rồi nè, cái đoạn ngắn là nó bị hay bị. Thì cái con này thường gây hại ở cái ruộng lúa kiểu nào? Thì nếu ruộng mà con mình để thiếu nước khô, hoặc là những cái vùng nào đó mà đất mà thịt pha cát, tức là đất không có ẩm liên tục mà thịt pha cát, thì là sao, là nước nó hay bị mất nhanh. Do đó thì con tiếng trùng có điều kiện phát triển, nói chung là cái điều kiện là đất khô thì tiếng trùng phát triển, riêng tiếng trùng rễ thôi nha, mình gọi là con tiếng trùng Melodogyn đấy. Vậy thì nói luôn cách phòng trị, bà con mình nên rút nước đúng không, rút nước cho nó ra vô cái đi, rồi nếu có điều kiện thì mình bơm vô giữ nước lại, bí lại thì cái điều sinh thái nó bất lợi, là lúc nào bây giờ con tiếng trùng mình nó ngọt. Con này sống trong cái điều kiện là gì, háo khí, cần oxy, bây giờ mình cho nước vô thì nó hiếm khí, vậy thì con tiếng trùng nó chết. Đấy. Rồi bà con mình nếu cần thiết mình dùng các loại thuốc dạng hạt mà chuyên đặc trị tiếng trùng đó, mình rải xuống đây có nước nữa, rải xuống đây thì nó thấm vào trong rễ, nó diệt cái con tiếng trùng nằm bên trong cái nốt sần đó, nó sẽ chết từ từ và bắt đầu sao cây lúa phục hồi trở lại và nó cho những cái gì, cái nhánh giá mới, nó nảy chồi tiếp tục, thì mình sẽ giải quyết được cái chuyện con tiếng trùng. Vậy thì anh Hiển cũng lưu ý ha, có thể áp dụng được cái phương pháp này. Dạ, xin cảm ơn những thông tin mà Phó Giáo sư Trần Văn Hai vừa gửi tới cho chúng ta. Thưa bà con nông dân, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta thấy lúa vụ 3 của mình nó có quá nhiều điều kiện bất lợi xảy ra đúng không ạ? Và cũng có quá nhiều cái dịch hại, bệnh hại xuất hiện trên cánh đồng, trên cái trà lúa, đặc biệt là trong giai đoạn đồng trổ. Và bên cạnh cái việc mà quản lý dịch hại bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật á, thì còn một điều nữa mà bà con nông dân hay quên, đó là chúng ta cần phải xây dựng cái ruộng lúa của mình làm sao cho khỏe nè, có đủ cái khả năng để mà chống chịu lại với những cái điều kiện thời tiết bất lợi. Và không phải chỉ thời tiết không, mà cả những cái điều kiện bất lợi khác trên cánh đồng của mình nữa. Và để bàn sâu về cái vấn đề này trong phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, thì bây giờ Ngọc Hoa xin được mời bà con nông dân hãy cùng xem clip ghi nhận sau đây. Qua ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, tuy là vụ mùa diễn ra trong nhiều yếu tố bất lợi, nhưng nếu được chăm sóc tốt, năng suất và phẩm chất lúa thu đông vẫn không thua kém vụ hè thu. Đối với những bà con có nhiều kinh nghiệm, thì việc chủ động tạo cho ruộng lúa khỏe mạnh ngay từ đầu được xem là yếu tố quyết định đến hiệu quả quản lý dịch hại về sau. Nếu mà mình đã là một người nông dân, thì mình phải chăm sóc từ cái khi mà mình ủ giống, ngâm giống cho đến cái khi mà mình thu hoạch, chứ không phải là một mình phải dựa vào thuốc một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như bây giờ hồi mình ngâm giống thì mình lo ủ giống là mình phải dùng lá ti đặng cho nó cường lực cái hạt giống lên, cho hạt giống nó khỏe thì xuống đồng ruộng thì hạt lúa nó lên cái cây mọc mầm nó mới mạnh.
Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó qua thời gian dài á, là mình phải chăm sóc. Khi mình đi thăm 3 ngày đến 5 ngày mình ra, mình phải theo dõi, mình coi lúa nó đang có cần cái gì, chẳng hạn như phân, mình phải dạy cân đối, và đồng thời là cái độ phát triển chiều cao nó như thế nào, và đồng thời cái chăm sóc coi bệnh nó như thế nào. Chứ không phải là mình dựa hẳn vào thuốc, đó là không phải rồi. Nhưng mà mình cũng phải xài thuốc đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng, chứ không phải là mình muốn xài bừa là không phải vậy. Có thể nói, các loại thuốc bảo vệ thực vật là yếu tố quan trọng giúp bà con nông dân bảo vệ mùa màng trong điều kiện đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ như hiện nay. Sau một thời gian dài sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, thì nhiều bà con nông dân đã chú trọng hơn đến việc lựa chọn các loại thuốc có nguồn gốc sinh học. Ngoài hiệu quả phòng trừ dịch hại, các loại thuốc có nguồn gốc sinh học còn được bà con đánh giá cao ở tác dụng bảo vệ sức khỏe, môi trường nông thôn. Cái sản phẩm sinh học á, thì thứ nhất á, là cái con người là không bị ảnh hưởng về con người, không ảnh hưởng về môi trường. Đó là hai cái vấn đề này trước. Cái vấn đề khi mình xịt mà mình phát hiện nó hết bệnh hay là không hết bệnh á, thì mình dễ nhận biết hết, chứ không phải là không. Nó cũng giống như hóa học. Khi mình xịt thì nó bị nó khô cái chân lá nó đi, hoặc giả là nó có những cái đốm mà mình dễ nhận, rất là dễ nhận, tại vì mình là người nông dân thì mình xịt sau 3 ngày là ra mình cảm nhận được liền. Dạ. Khi mà xem cái clip ghi nhận này á, Ngọc Qua cũng xem nhiều lần rồi, trước khi mà phát cho bà con nông dân xem. Ngọc Qua cứ hễ mà nhắm mắt lại mà nghe bà con nông dân nói trong cái clip ghi nhận vừa rồi á, thì không nghĩ đó là nông dân. Ngọc Qua cứ tưởng như là một chuyên gia thứ thiệt về nông nghiệp phát biểu. Giáo sư có công nhận với Ngọc Qua như thế mà. Tuy nhiên nhìn về cái điều đó để mình mới hiểu được rằng là bà con nông dân bây giờ quan tâm lắm đến cái vấn đề phòng bệnh cho ruộng lúa của mình, chứ không phải là đợi khi mà lúa có bệnh rồi thì mới đi hỏi các nhà khoa học thuốc để mà trị. Giáo sư có đồng ý kiến với Ngọc Qua như thế hay không? Vậy thì đối với cái lúa vụ 3 mà sản xuất trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như thế này, Ngọc Qua biết là bên cạnh một số trà lúa đã trổ rồi, đã gặp hại rồi, thì bây giờ còn nhiều trà lúa của bà con nông dân cũng chưa đến giai đoạn đồng trổ đâu. Vậy thì không biết là giáo sư có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với bà con nông dân để mà phòng bệnh trên cái ruộng lúa của mình tốt hơn hay không ạ? Dạ, tôi cũng đồng tình cái nhận xét của cô Ngọc Qua. Nói chung là bà con mình cũng quan tâm rất nhiều đến cái vấn đề gọi là quản lý dịch hại. Chứ không phải là đợi cho nó có cái dịch hại rồi thì mình cứ là đem vũ khí ra là diệt nó không. Mình nói vậy chứ mình diệt nó thì một phần nó cũng quay cái vũ khí mà mình diệt nó, một phần vũ khí đó cũng quay lại tác hại lại mình. Bà con mình cũng thấy cái điều đó rất rõ, nên tôi cũng rất là đồng tình bà con mình quan tâm cái vấn đề là quản lý để mà phòng nó. Bây giờ quản lý để phòng nó thì bà con mình cần phải áp dụng một cái biện pháp tương đối là tổng hợp một chút. Thì cái này thì tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ bà con thì cũng đã biết trước đây là cái biện pháp là IPM đó, gọi là IPM đó là cũng tốt. Nhưng bây giờ cái thứ nhất á, bây giờ bà con làm sao mà bị gì? Cái bệnh nó xuất hiện thì nhất định là không phải là tự dưng trên trời nó rớt xuống mà nó có. Mà nó phải có cái nguồn ở đâu đó để đem lại cho nó. Thành ra bây giờ muốn phòng á, chúng ta làm sao cho cái ruộng của mình, các cái nguồn đó nó đừng có vào trong cái ruộng của mình. Cái chuyện đó là cái chuyện là chúng ta cần phải đem cái nỗ lực mình để mà ngăn chặn cái việc đó. Thì bây giờ bà con biết là cái nguồn ở đâu nó vô trong ruộng của mình. Thứ nhất là có thể là qua hạt giống nè. Lúc mình mua hạt giống ở cái chỗ nào mà chỗ đó ruộng người ta bị bệnh, cái rồi nó còn cái mầm bệnh nó dính ở trên cái hạt lúa giống đó. Mình đem về mình đưa vô ruộng mình thì nó cũng gọi là mang cái mầm bệnh từ nơi khác đem về chỗ mình. Rồi nó có thể là từ cái chỗ là những cái ruộng bên cạnh nó lại phóng qua. Thì muốn ngăn chặn được cái việc này thì phải là xuống giống đồng loạt. Nên bà con cứ nghe là bây giờ khuyến cáo là xuống giống cùng một lúc để chúng ta trị rồi dứt điểm thu hoạch cùng một lúc, thì như nó sẽ tránh được cái trường hợp mà cái ruộng này thu hoạch xong rồi thì bao nhiêu cái mầm bệnh rồi cái côn trùng nó nhảy qua cái ruộng kế bên đang có lúa, lại như vậy là mình không chặn được. Rồi cái nữa là có thể là qua rơm rã. Ở cái vụ trước mình trồng mình chăn nó không có kỹ để mầm bệnh nó còn đó, rồi vừa làm lúa vụ trước xong rồi bà con hối hả làm ngay qua cái vụ sau, thì từ vụ trước nó chuyển qua cái vụ sau thì mình phải có cái thời gian gọi là cách ly. Không thôi là nó thông qua cái con đường là cỏ dại, cỏ bờ, rồi thông qua con đường nước. Như hồi nãy thầy hai nói là cái hạt nấm của cái bệnh đốm vàng đó nó rớt xuống nước rồi nó trôi, và cả những vi khuẩn nó cũng là nó trôi theo nước nữa, thì chúng ta cũng phải để ý đến mấy cái nguồn nước để mà chúng ta tiếp nhận vào.
Bà con biết là tôm mà sở dĩ ở cái vùng ven biển mà bị chết nhiều cũng ông trên đó là bệnh tôm, tôm xả ra, ông dưới lấy nước để vô nuôi tôm. Thì chỉ là con tôm ở cái ruộng dưới là lãnh đủ hết trơn. Đó, thì cái đó là do mình kéo cái nguồn bệnh vào ở trong cái ruộng của mình. Thì bây giờ muốn phòng bệnh cái chuyện trước tiên là mình phải đừng có cố gắng ngăn chặn, đừng để cái nguồn bệnh đó có ở trong cái ruộng của mình trước. Tôi nói cố gắng thôi có nghĩa là không thể nào mà chuyển đổi, bởi vì khi nó bay trên không khí thì mình cũng không chặn nó được. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là bà con làm gì? Là không tạo cái môi trường, giả sử như bây giờ mình ngăn chặn, mình cố gắng đừng cho vào, nhưng mà không có thể nào mà triệt để được, nó vẫn có vào. Vào thì bây giờ không tạo điều kiện cho nó bộc phát lên. Thì như vậy thế cũng đỡ đi. Điều kiện là như thế nào? Bà con bây giờ là cho lúa xạ đã dày rồi, một dạ cho một công 1.000 thước vuông, như vậy là đã có khoảng cỡ chừng 600 cây lúa ở trên trên một thước vuông trong cái ruộng của mình rồi. Bà con lại đưa phân vô thiệt nhiều cho nó nở bụi ra 1.000 mấy, thành thử ra ở dưới này tôi nói tạo một cái gọi là cái vùng mà rất là thích hợp cho bệnh phát triển, tức là ánh nắng mặt trời không rọi xuống được, gió không len lỏi vào để mà nó khô ráo được. Thì như vậy thì bà con thấy là đó là cái điều kiện ẩm độ trong đó rất là cao, rất là điều kiện cho bệnh nó phát triển. Như vậy là chính mình đã tạo cho nó phát triển. Bây giờ nó có giàu đi nữa, nhưng mà bà con trồng với cái mật độ, nghĩa là điều khiển cái số chồi hữu hiệu cho nó đúng, khoảng cỡ chừng 800 chồi trên 1.000 trên một thước vuông, thì như vậy rất là lý tưởng. Bởi vì mỗi con chồi có thể là từ 3 tới 4 lá ở cái giai đoạn đó, thì bà con nhân ra cái số lá là cũng khá là nhiều. Nhưng mà ánh nắng vẫn còn giỏi vào được, gió vẫn len lỏi vào được, nên bệnh nó có vào trong đó đây nữa, cái điều kiện phát triển nó cũng ít đi. Và cái thứ ba nữa đó là cô Ngọc Hoa nói lúc nãy đó, muốn mạnh thì phải khỏe. Ông bà nói câu khỏe mạnh mà. Không phải, không phải em nói. Cô nãy cô nói bây giờ muốn cho nó mạnh đó thì phải khỏe. Các nhà khoa học nói chứ không phải Ngọc Hoa nói. Anh đứa đó, người ta gọi là khỏe mạnh, mấy ông mình nói khỏe mạnh thì muốn mạnh thì phải khỏe. Bây giờ khỏe thì nó có cái gì? Là nó sẽ giúp cho cái cơ địa, tạo ra một cái cơ địa để cho cái cây lúa nó chống lại cái bệnh phát triển. Có nghĩa là mầm bệnh nó đã vô đây rồi, cái điều kiện môi trường cũng giúp cho nó phát triển rồi, mà nếu cái cây lúa của mình mà nó khỏe đó thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc là khống chế cái bệnh đó nó phát triển. Thì ở đây đó thì muốn tạo cái cơ địa thì ngoài cái khâu chúng ta chọn cái giống kháng ra, thì bà con cũng tham khảo ý kiến của cô Trân lúc nãy. Tức là nhiều khi mình á, cái cơ địa kháng do bản chất di truyền, có nghĩa là giống rồi, mà còn chúng ta còn có thể kích hoạt một số cái năng lực tiềm ẩn của trong bản thân của cái cây lúa, có thể chống lại những cái bệnh như nãy tôi nói về mặt dinh dưỡng á, nó cũng có. Thì ở đây cô Trân cũng có giới thiệu hồi nãy là cái chu bê ca lại với một cái chất điều hòa sinh trưởng thực vật, đó là platy. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho cái cây lúa chống lại cái điều kiện gọi là nấm bệnh nó đã rớt vô đây, nó phát triển rồi thì nó chống trở lại, thì nó sẽ khu trú, nó làm cho cái vết bệnh nó không phát triển được. Thì như vậy là nó cũng không bộc phát thành ra dịch hại. Thì như vậy là chúng ta cũng đã là giúp cho cây lúa mình phòng cái sự phát triển của cái bệnh. Thành thử ra đây là một cái biện pháp mà tôi nghĩ rằng rất là tổng hợp, thì bà con mình cần quan tâm áp dụng. Thưa giáo sư, khi mà nghe giáo sư nói thì đố giáo sư biết Ngọc Hoa nghĩ tới chuyện gì? Sao thì giáo sư biết được đúng không ạ? Thật ra thì nghe giáo sư phân tích nãy giờ tất cả những cái biện pháp mà để có thể phòng những cái loại bệnh hại xuất hiện trên trà lúa, thì Ngọc Hoa nghĩ là ngoài cái vấn đề phòng bệnh hại thôi, còn một cái điều nữa mà bà con nông dân chắc là không nghĩ ra đâu, nhưng mà Ngọc Hoa ngồi nghĩ ra, nó còn tạo cho bà con nông dân cái mối đoàn kết nữa đúng không ạ? Bây giờ có giận ông hàng xóm cách mấy, nhưng mình nghĩ tới cái ruộng lúa của mình, thôi thì bắt tay với ổng xuống giống đồng loạt nè. Rồi bây giờ giận ông nông dân cách mấy, nhưng mà thấy lúa của ổng đang bị bệnh hại cũng phải nhắc ổng để mà không nhảy qua bệnh hại của mình, rồi cùng đồng loạt mà chăm sóc lúa. Như thế là tự nhiên thấy rằng là nếu mà sau này mà Ngọc Hoa có về quê hay là xuống thăm các ruộng lúa của bà con nông dân, thì thấy nụ cười của bà con nông dân là tươi rói rói thôi. Dù có giận ông hàng xóm cách mấy thì cũng tươi rói rói. Mình cũng phải cười với nhau, bắt tay với nhau để mà chăm sóc cánh đồng của mình. Có như thế thì cái năng suất trên cánh đồng của chúng ta, có nghĩa là tất cả những cánh đồng của bà con nông dân á, thì nó mới đạt được cái hiệu quả cao nhất, và cũng tiết giảm được cái chi phí và cái nỗi lo, cái giấc ngủ của bà con nông dân nữa, nó cũng đỡ lo hơn. Nhiều lúc hôm nay mình ngủ ngon giấc, nhưng biết đâu chừng cái người kế bên đó, người ta cũng đã đi ra thăm đồng hôm sau, thôi kệ cho kia ngủ ngon giấc, tôi thăm đồng giùm ông cũng được. Dạ, hy vọng là như thế. Trở lại vấn đề mà phòng bệnh, tức là quản lý cái dịch hại mà không để cho nó xảy ra, rồi mới điều trị đó, thì Ngọc Hoa thiết nghĩ là sức mạnh sinh học ở chỗ này là quan trọng nhất. Không biết là thạc sĩ Trần Thị Bích Trân có cái suy nghĩ như thế hay không ạ? Và công ty Tân Thành có cái giải pháp nào giúp cho con nông dân hay không ạ?
À, đúng như thế. À, chào bà con. Như vậy thì cái sức mạnh sinh học mà ở giai đoạn này thì bản thân cây lúa chắc chắn là khi cây lúa mà nó sắp trổ ra đi thì giống như là người mẹ mà mang thai sắp sanh con vậy đó. Như vậy thì người mẹ cũng tự biết trang bị cho mình những cái vaccine để mà tốt cho đứa bé ngay trong giai đoạn nằm trong bụng mẹ đó. Như vậy thì công ty Tân Thành cũng biết được là khi mà giai đoạn cây lúa sắp trổ ra là cái giai đoạn mẫn cảm, và như vậy cần phải tiếp sức cho cái cây lúa. Một mặt là nhắc cái cây lúa nó phải khơi dậy cái sức mạnh sinh học của nó, một mặt khác là phải kích kháng cho nó, tiếp sức cho nó có những cái chất cần thiết để nó đánh thức cái khả năng này. Cụ thể là công ty Tân Thành có cái sản phẩm là cái Chubeca, là cái thuốc trừ bệnh sinh học. Cái thuốc trừ bệnh sinh học này nó tác động lên cái cây lúa và nó giúp cái cây lúa bằng cái cơ chế như thế này nè. Khi mà chúng ta phun lên cái Chubeca lên trên cái lá lúa thì cái Chubeca sẽ trong vòng 36 giờ bà con, Chubeca sẽ được nằm trong cây lúa sẵn. Và khi có một cái nấm bệnh hoặc là vi khuẩn đáp lên cái lá lúa thì ngay lập tức nó sẽ bị Chubeca cô lập bằng hai cái enzyme sanh ra trong vòng 36 giờ đó. Nó sanh ra hai cái enzyme là cái catalase và peroxidase. Hai enzyme này cô lập liền cái vết bệnh, làm cho cái vết bệnh không ngăn ra được. Tôi thường hay ví dụ để bà con dễ liên tưởng mà nhớ đó. Ví dụ như chúng ta bị chày tay hay là xước tay đi thì bà con thấy làm sao? Sau đó chúng ta sẽ thấy là nó có một cái vết đen, máu chúng ta khô lại đó. Thì đó là cái melanin do cơ thể của chúng ta tự kháng, chúng ta làm khô lại để mà không máu không chảy ra nữa. Thì hai cái enzyme sinh ra do cái cơ chế của Chubeca cũng giống như vậy đó. Nó làm khô liền cái vết bệnh, nó bao dây cái nấm hoặc là vi khuẩn. Cụ thể ở đây là cái nấm bệnh hoặc là vi khuẩn gây lem đếp hạt, và cái nấm bệnh gây khô vằn, cái nấm bệnh gây đạo ôn, và cái vi khuẩn gây cháy bì lá. Trong vòng 36 giờ đồng hồ, Chubeca mà nằm sẵn trong cây lúa thì cây lúa của chúng ta sẽ được phòng bệnh, tức là chủng ngừa bệnh hại ngay sau khi chúng ta sử dụng 36 giờ. Đó là cái chuyện mà chúng ta đang khơi dậy cái sức mạnh sinh học từ cái cây lúa để giúp cho chúng ta chủ động ở giai đoạn cây lúa mẫn cảm, tức là giai đoạn cây lúa sắp trổ ra từ chỗ đất đát đến chỗ điều. Dạ, xin cảm ơn thông tin thạc sĩ Trần Thị Bích Trâm vừa gửi tới cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trả lời câu hỏi cho anh Lê Ngọc Tấn ở Châu Thành, Tiền Giang, điện thoại cuối là 0561. Anh hỏi như thế này: giai đoạn từ làm đồng đến trổ, giữa quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại thì yếu tố nào quan trọng hơn? Dạ, nếu mà anh Tấn hỏi lúa trổ rồi thì giữa dinh dưỡng và dịch hại cái nào quan trọng hơn, thì tôi trả lời ngay là cái vấn đề là dịch hại. Bởi vì khi lúa mà trổ ra rồi đó thì dinh dưỡng nó đã tạo lập đủ cái nhà máy để tạo ra tinh bột này rồi. Cái kho chứa này nó đã là xong hết rồi. Bây giờ vẫn còn, chỉ còn cái việc là chúng ta giữ đừng cho dịch hại tấn công cái nhà máy và tấn công cái kho chứa này, là thế là chúng ta sẽ chất cái tinh bột vô đầy cái kho chứa, tức là đầy hạt này. Đó là trường hợp là trổ rồi. Còn bây giờ anh hỏi từ đồng, thì giai đoạn làm đồng là cái giai đoạn mà gọi là xây dựng cơ bản, tức là trước khi trổ. Xây dựng cái gì? Xây dựng lên cái nhà máy này đây nè, tức là cái bộ lá đồng này, và đồng thời xây dựng cái kho, tức là những cái hạt này. Nên ở cái giai đoạn này á, cả hai vấn đề chúng ta phải làm sao cung cấp cho cây trồng của mình đầy đủ cái gọi là dưỡng chất. Bởi vì các cái dưỡng chất hút từ rễ, đạm, lân, kali, canxi, magie, lưu huỳnh, sắt, đồng, kẽm, mangan, tất cả những cái đó là để lên để mà nó xây dựng cái nhà máy này chứ, cái kho chứa này mà. Nên bây giờ nếu mà giai đoạn mà bắt đầu và gọi là làm đồng, rồi mình gọi là tượng đồng đó, mà anh cung cấp dinh dưỡng không đủ thì rõ ràng là sẽ không nhận được một cái gọi là cái nhà máy mà nó tốt đâu, và cái kho chứa này nó cũng không nhiều đâu. Thành thử ra giai đoạn này là chúng ta cần phải đầy đủ dinh dưỡng, nhưng đồng thời mình cũng phải giữ cho được cái thành quả này trong suốt cái giai đoạn làm đồng tới trổ nữa. Tức là khi mà dịch hại mà tấn công lên đây, bây giờ anh biết sao không? Khi mà bắt đầu tượng khối sơ khởi rồi đó, thì ở trong bản thân của cái cây lúa còn vào khoảng cái chừng 4 tới 5 lá chưa trổ thôi. Nó trổ ra lá nào đó thì lá đó trở nên cực kỳ quan trọng rồi đó. Lúc đó không còn bù trừ được nữa. Bởi vì trước đây anh nhớ là người ta nói rằng trước cái giai đoạn mà gọi là tượng đồng á, thì nếu mà bị thiệt hại một vài lá như thế này thì cho sâu ăn thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà bây giờ đây ba cái lá đồng ở trên cùng là ba cái lá nó quyết định đến cái gọi là tinh bột đưa vào trong hạt gạo này. Bây giờ nó trổ ra bị dịch hại, nó quánh cái thì như vậy tới nửa nhà máy ở đâu và tạo ra tinh bột để đem vô trong cái kho này đây. Thành ra như vậy thì đối với dịch hại chúng ta cũng phải quản lý triệt để trong cái giai đoạn này.
Mà như phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai nói là cái giai đoạn này dịch hại nó khoái lắm. Bởi vì lúc này là đang tập trung mọi cái gọi là nỗ lực xây dựng cơ bản mà, nên nó phong phú về mặt đồ ăn dữ lắm. Nên anh cũng phải là chặn cái dịch hại, cũng giống như là quản lý dinh dưỡng vậy. Yeah. Vậy là cả hai điều quan trọng như nhau. Cả hai điều quan trọng. Yeah. Xin cảm ơn thông tin của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã cung cấp cho chúng ta. Bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Minh ở huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, điện thoại cuối là 3701. Anh Minh hỏi như thế này: bệnh đầu ôm và bệnh do vi khuẩn khác nhau như thế nào? Lúa bệnh đầu ôm thì giữ nước, bệnh do vi khuẩn thì khai nước. Như vậy nếu xuất hiện cùng một lúc hai bệnh thì phải xử lý làm sao? Bệnh do vi khuẩn có lây qua đường nước hay không? Nếu ruộng kế bên bị bệnh do vi khuẩn mà khai nước qua ruộng mình thì có lây sang ruộng mình hay không? Có loại thuốc nào sử dụng cùng lúc tiêu diệt cả bệnh đầu ôm và bệnh do vi khuẩn để tiết kiệm chi phí và công sức hay không? Xin được nghe. Vâng, thưa anh Minh và quý khán giả xem đài, thì đây là hai cái bệnh chính ở trên cây lúa mà bà con mình thường nghe nói thường xuyên nha, kể cả ngay từ đầu cái chương trình tới bây giờ. Thì chắc chắn là khác nhau rồi. Về mặt tác nhân gây hại thì bệnh đậu ôn hay gọi là trái lá đó, thì tác nhân là do một cái loại nấm. Và nấm thì nó có kích thước nó tương đối là nó hơi lớn một chút. Mình không nhìn thấy mặt mũi nó nhưng mà có thể nhìn cái biểu hiện, tức là cái vết bệnh. Và thậm chí con mắt mình nhìn kỹ lại gần, mình nhìn thấy cái vết bệnh này nó có những cái hạch nấm hoặc là những cái sợi nấm. Nói chung là có thể thấy được bằng mắt. Còn cái nhóm thứ hai gọi là cái bệnh vi khuẩn á, tức là cái vi sinh vật rất nhỏ, con mắt nhìn không được mà phải nhìn bằng kính hiển vi. Vi khuẩn thì thường thường nó có hình dạng giống như một cái dạng cái trứng gà nó tròn thế này. Và cái phía đuôi nó có hai ba cái sợi nhỏ nhỏ, mình gọi là cái roi giúp cho nó lội trong nước. Vậy thì vi khuẩn là cái con mà tương đối là khó nhìn. Vậy cách gây hại cũng khác. Vậy thì đây là hai cái bệnh phổ biến. Bệnh đạo ôn á, thì do con nấm, thì nó lây là chủ yếu là gì? Cái bào tử. Bào tử tức là cái hạt rất nhỏ, nó giống như cái bụi phấn, phấn giết mình vậy đó. Và khi mà cái vết bệnh mà nó phát triển càng lớn á, thì ở trên cái vết bệnh này có rất nhiều cái chấm thế này. Ban đêm, gió thổi cái nó tung theo gió, nó bay lên rất xa. Và khi nó rớt xuống nó gặp những cái lá thế này, những cái lá đây, thì sẽ nó rớt xuống đây, nó gặp nước, tạp nước thì nó có ẩm độ, cái nó phát triển, nó mọc lên đây và nó gây hại ở đây. Vậy thì cái bệnh đạo ôn là lây theo gió, mình nói vui ha, là bệnh này lây trên trời ha. Đấy. Rồi cái con vi khuẩn thì lại khác. Vi khuẩn thì thường thường là gây bệnh trái bìa lá, vàng lá. Thì con này thì nãy có nói là bà con thấy sao, nó có roi nó lội được, thì chủ yếu là nước mưa, đúng không? Nước mưa trôi thế này thì nó sẽ trôi theo xuống đây, rồi nó xuống với cái đồng ruộng mình có mặt nước nè, và cái lá này nếu mà mình để mà nước nó cao, cái nó chấm xuống nó dính vào đây thì nó lây rất dữ. Thì chủ yếu là cái vi khuẩn nó lây theo nước. Vậy thì có hai cái cách gây hại và cái cách phân biệt về triệu chứng cũng khác nhau. Bây giờ mình cái ruộng mà bị vi khuẩn, bây giờ mình khai nước qua ruộng hàng xóm được không? Thì cái này nếu mình không thương ông hàng xóm thì mình cứ việc khai qua bệnh. Thế nào ông cũng bị bệnh giống như mình thôi. Lúa của ông bị bệnh. lúa của ông bị bệnh. Này nói cho nó vui ha. Nói chung là coi thấy là cái bệnh này nó lây là theo cái đường nước. Đường nước. Cho nên là cái ruộng nào mình ở dưới nước, mình lấy cái nước này mình bơm trở vô cho coi chừng nó lây đấy. Như thầy Vệ có nói là giống như cái ông nuôi tôm đúng không? Ông nuôi tôm ở trên mà cái ruộng ông nó bị bệnh là tôm nó chết nhiều, giờ xả ra xuống dưới mình không biết, mình lấy mình bơm ngược vô ruộng mình thì coi như là mình đem nguồn bệnh vô. Thì ở đây nó cũng giống như vậy. Thì con vi khuẩn là chủ yếu lây qua nước. Như vậy thì mình lưu ý ha. Cái ý thứ hai còn lại thì cái phần thuốc để trị thì có những cái lúc nào mà bệnh nó xuất hiện cùng một lúc, thì có một lúc nào đó thì bệnh nó xảy ra cùng lúc. Khi nào? Bệnh đậu ôn thì nó gây hại từ lúc mà cái mã non nó lúc nhỏ này, kéo dài đó lúc lớn, nảy chồi ở trổ, tới lúc mà gần thu hoạch nó cũng vẫn tiếp tục. Lúc đó thì nó lên trên cái cổ bông, cổ giác. Đấy. Còn cái bệnh mà do vi khuẩn thì nó gây hại lúc mà cái lúa là đồng trổ thôi, khoảng 3-4 lá thế này. Vậy thì nó sẽ trùng cái giai đoạn này nè. Lúc đồng trổ là thường hay trùng nhau là một lúc là trên này là vừa là bệnh đậu ôn và bệnh vi khuẩn. Vậy thì bây giờ phòng trị thì có nhiều giải pháp. Trong đó thuốc thì có lẽ là chỗ cô Bích Trân sẽ giới thiệu cái thuốc chuyên nghiệp ha. Vừa trị được một lúc là con vi khuẩn và một lúc là trị được con nấm. Dạ, xin được nghe ý kiến của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Dạ. Trong trường hợp mà lúa của chúng ta chưa bị á, thì phòng là chắc chắn chúng ta đã có giải pháp, đó là cái thuốc trị bệnh sinh học, cái Jubica. Đó là vừa chủng ngừa bệnh hại được cái đạo ôn và vừa cái vi khuẩn như tôi có giới thiệu lúc ban nãy. Còn trong trường hợp mà đã bị rồi thì chúng tôi khuyến cáo bà con dùng hai cái loại thuốc đặc trị đúng
ngay đối tượng luôn. Trong đó thì đạo ôm thì chúng ta sử dụng cái Travin 75WB để chúng ta trị cái đạo ôm lá và đạo ôm cổ bông. Còn về vi khuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng cái ba su để chúng ta trị ngay đúng đối tượng là cái vi khuẩn. Trong vòng 1 ngày rưỡi chúng ta có thể quản lý được cái bệnh này, không cho nó lây lan ra, để bảo vệ ruộng chúng ta và cả ruộng của ông hàng xóm. Dạ, xin cảm ơn thông tin mà Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai vừa gửi đến cho chúng ta qua câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hiền, qua câu hỏi của anh Nguyễn Văn Minh ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Chúng tôi xin tiếp tục mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Xuyến ở Tri Tôn, An Giang, điện thoại là 7273. Anh hỏi hai vấn đề. Xin nêu rõ ưu điểm của chế phẩm sinh học so với chế phẩm hóa học. Có phải chế phẩm sinh học sẽ lâu có hiệu lực hơn so với chế phẩm hóa học hay không? Xin được ý kiến của giáo sư ạ. Cái ưu điểm này thì chắc là nãy anh Chiến chắc xem cái phóng sự thì cũng nghe bà con nông dân của mình cũng đã đánh giá rồi. Cái chế phẩm sinh học, cái vấn đề an toàn của nó là an toàn cho người sử dụng, tức là cho bà con nông dân của mình. Rồi an toàn cho cái sản phẩm mình tạo ra, nó cái vấn đề lưu tồn các cái chất độc hại ở trên cái sản phẩm là lúa đó, nó cũng ít, và an toàn cho cái môi trường. Bởi vì cái chế phẩm sinh học là được mình gọi là sinh học, tức là từ tự nhiên, từ sinh vật mà ra, nên cái tính độc hại nó không có như là cái hóa chất tổng hợp, thuốc bây giờ thực vật tổng hợp. Còn anh hỏi chứ cái chế phẩm sinh học nó có hiệu lực mà lâu dài chậm hơn hả? Hiệu lực có hiệu lực lâu hơn so với phẩm hóa học không? Cái này cũng tùy. Bởi vì có những cái mà chế phẩm lâu có hiệu lực á, thì cái này cũng tùy. Tùy cái loại mà người ta sử dụng. Có những cái chế phẩm sinh học mà người ta trích ra và có thể là tiêu diệt nhanh thì cũng có. Có những loại á, người ta chế ra nhưng mà khi phun vào như đây á, nó sẽ giúp cho cái cây lúa này tạo ra một cái sức để mà chống trở lại, như cô Trân lúc nãy giải thích về cái chu VK đó. Thì đấy là lại là nó phải có cái thời gian để mà cho cái cây lúa nó tạo ra những cái chất để mà nó chống lại. Không thôi là cái blast đi, như cô Trân cũng thường hay nói là khoảng mấy tiếng là tác dụng rồi, phải không cô? 6 giờ. Trong 6 tiếng đồng hồ thôi thì nó đã là phát huy tác dụng, thành ra nó cũng sẽ tùy cái gọi là cái chế phẩm sinh học nào mà cái tác dụng của nó nhanh chậm nó sẽ tùy. Còn ở đây thì cô Hoa cũng có nói là tôi cũng sẽ có một cái ý kiến tổng hợp trở lại, bây giờ làm sao mà phát huy cái sức mạnh sinh học. Thì giống như nãy tôi có bàn với cô Hoa, mình phải theo lời ông bà, khỏe mới mạnh được. Muốn phát huy sức mạnh thì phải khỏe, khỏe nó mới phát huy sức mạnh được. Chứ bây giờ mình yếu nhờ yếu nhất, mình nói mạnh lên thì mạnh thì sao được. Thành thử ra cái chuyện là tôi bấu vô cái chỗ là phải khỏe. Thì như vậy là cái chuyện là chúng ta phải làm sao sản xuất ra cái cây lúa khỏe thì chúng ta sẽ phát huy được cái sức mạnh sinh học. Bây giờ muốn làm ra cái cây lúa khỏe thì cái chuyện trước tiên đó, khi mà bà con trồng cái cây lúa thì đừng có để cho nó bị những cái độc chất, nghĩa là tạo ra ở trong đất mà gây hại cho nó. Bị gây hại cho nó là nó sẽ yếu rồi, làm sao khỏe được. Độc chất nó gồm gì? Phèn nè, mặn nè. Và bây giờ chính mình đã tạo ra thêm. Phèn thì do đất tạo ra rồi, mặn là do nước biển vào. Còn một cái độc chất nữa mà do chính mình tạo ra, đó là độc chất hữu cơ. Tôi nói trước đây không ai nói là độc chất hữu cơ cả, nhưng bây giờ khi mà chúng ta làm lúa liên vụ mà chôn vùi rơm rạ thế này thì độc chất hữu cơ do mình tạo ra thì bà con phải cố gắng làm sao đừng để cho cây lúa của mình bị ba cái độc chất này tác hại để cho nó mới mạnh được. Còn một cái điểm kế tiếp là chúng ta phải quản lý cái dịch hại, trong đó có cái vấn đề cỏ dại. Cỏ dại nó ép cái cây lúa mà ôm nhôm nhách là mình nói nó khỏe để mà nó chống lại, làm sao mà chống được. Từ dịch hại về cỏ dại rồi ốc bu vàng và cả sâu bệnh chúng ta bàn nãy giờ đó, chúng ta cũng phải quản lý nó chứ, để nó tấn công. Bởi vì bà con biết không, khi mà tôi nói chẳng hạn như cái bệnh đạo ôn tấn công ở trên lá, bà con tưởng đâu là nó chỉ làm cho cái cây yếu ở trên lá không hả, cái rễ nó cũng yếu luôn. Nếu mà đạo ôn trên này tấn công nhiều, bà con nhổ lên coi cái rễ như vậy là nó không phát triển được. Lý do là tại sao? Bởi vì cái rễ này được nuôi cái dinh dưỡng sản phẩm quang hợp từ cái lá đem xuống, mà lá này bị hư thì cái rễ dưới này có đồ đâu mà ăn mà nó khỏe được. Thì nên vậy là làm sao mà nó mạnh được. Nên cái vấn đề quản lý dịch hại. Và cái cuối cùng á là phải tạo cho cái cơ địa của nó khỏe. Cái nãy giờ mình nói những yếu tố canh tác về cơ địa khỏe. Cơ địa khỏe thì vấn đề là chọn giống. Bởi vì có những cái giống bản chất di truyền của nó, nghĩa là chống lại bất lợi của môi trường, chống lại dịch hại nên nó rất là khỏe. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể kích thích
cho cái cơ địa nó khỏe lên, hoặc là chúng ta cường lực cho nó như nãy giờ chúng ta đã bàn. Thì như vậy thì bên cạnh yếu tố di truyền nó có cơ địa khỏe, chúng ta cũng có thể tạo một cái cơ địa cho nó khỏe bằng cách chúng ta kích hoạt nó, chúng ta có thể là cường lực cho nó thì nó cũng trở nên khỏe ra. Thì như vậy thì nó sẽ chống lại cái sự bất điều kiện bất lợi của môi trường cũng như là dịch hại. Thì như thế là cái sức mạnh sinh học chúng ta đã phát huy nó ở một cái mức gọi là tối đa. Dạ. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã nói hộ, nghĩa là đã làm giúp cái điều mà Ngọc Qua nhờ. Thật ra thì khi mà còn làm việc với bà con nông dân, còn đi thực tế trên những cánh đồng của bà con nông dân thì Ngọc Qua vẫn còn nghe bà con nông dân than như thế này: còn làm lúa thì còn vất vả, và còn trồng lúa thì lúa vẫn còn bệnh. Ngọc Qua mong rằng với những cái chương trình sức mạnh sinh học như chương trình như thế này, nhiều chương trình hơn nữa sẽ giúp cho bà con nông dân sau này gặp Ngọc Qua nói rằng làm lúa khỏe quá cô bà. Vâng, chúng tôi rất mong là như thế. Vâng, và thời lượng của chương trình dành cho chương trình sức mạnh sinh học ngày hôm nay cũng sắp hết rồi. Ngọc Qua xin được thay mặt những người thực hiện chương trình và các nhà khoa học được công bố ba khán giả có câu hỏi hay gửi tới cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay đã được chương trình bình chọn. Đó là anh Lê Phúc Nhịn ở Long Mỹ, Hậu Giang, điện thoại là 01664-082-101. Anh Nguyễn Văn Xuyến ở Tri Tôn, An Giang, điện thoại là 01884-827-273. Anh Lê Ngọc Tấn ở Châu Thành, Tiền Giang, điện thoại là 01222-550-561. Ba khán giả đã có câu hỏi hay được bình chọn thì xin vui lòng hãy giữ liên lạc với chúng tôi bằng những cái số điện thoại mà vừa gọi tới cho chúng tôi, và công ty Tân Thành sẽ liên lạc trở lại để gửi quà đến ba khán giả trong thời gian là sớm nhất. Thưa bà con nông dân, dù là chúng tôi đã giải đáp rất nhiều câu hỏi của bà con nông dân, tuy nhiên thời lượng có hạn nên chúng tôi vẫn không sao giải đáp tất cả những câu hỏi mà bà con nông dân đã gửi tới. Tuy nhiên, như Ngọc Qua đã nói ngay từ đầu chương trình là chúng tôi sẽ tích lũy những câu hỏi này của bà con nông dân để tìm ra xem 20 khán giả nào là 20 khán giả đã liên lạc và trao đổi với chúng tôi nhiều vấn đề nhất trong 12 kỳ trực tiếp, và sẽ được công bố vào lúc mà chúng ta phát sóng chương trình lần thứ 12 cũng sắp tới rồi bà con nông dân ạ. Và chúng tôi cũng xin được thông báo đến bà con nông dân là chương trình kỳ tới của mình là sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ chiều ngày thứ Bảy, 31 tháng 8 năm 2013 với chủ đề là năng lượng tạo hạt phần 2. Còn đến đây thì Ngọc Qua xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến các nhà khoa học cũng như bà con nông dân ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và Ngọc Qua cũng nhận thấy là rất đông bà con nông dân ở tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến với phim trường ngày hôm nay để theo dõi chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình này qua mảnh nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Và cuối cùng thì gửi lời chân thành cảm ơn đến công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành đã phối hợp cùng chúng tôi để thực hiện thành công chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con nông dân vào chương trình ngày 31 tháng 8 năm 2013.